Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 46 Sức mạnh của Dương Văn Đoàn. Chu Nhược Mai thực sự rất lo lắng về những chuyện không may có thể xảy ra với cha chồng khi ông ra ngoài lúc nửa đêm như thế này. Bởi vậy cô đã lái chiếc Lamborghini suốt quãng đường đi xuống chân đồi, đôi mắt rác rác tìm kiếm khắp mọi nơi. Cùng lúc này, tại công viên trên đồi. Trong khi Lưu Bảo Thục và những người khác chuẩn bị bắt Lâm Khánh Hoa vào trong xe, bọn chúng đột nhiên nghe thấy tiếng nạt lớn, quay đầu lại thì chỉ thấy một ông già què đang la hét, điều này khiến chúng rất tức giận. Lão già chết tiệt, giữa đêm lão la lối cái gì? Biến đi, nếu không thì đừng trách, Lưu Bảo Thục gầm lên dữ dội. Lâm Khánh Hoa nhìn ông lão một cách tuyệt vọng, lúc nãy cô còn tưởng rằng có người nào đó nghe được lời kêu cứu của cô đã tới để giúp. Nào ngờ chỉ là một ông lão què quặt đi còn không vững. Bây giờ cô thậm chí còn cảm thấy thất vọng hơn. Buông cô gái đó ra, Dương Văn Đoàn hét lên một lần nữa, rồi khập khiễng bước lại gần. Ông đã là một người lính thiện chiến trong nhiều năm, đã từng trải qua biết bao biến cố lớn của thời đại. Hiện giờ, gặp phải cảnh bất bình, ông chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không nói nhiều nữa, cho lão một trận đi, cho chừa cái thân già mà còn nhiều chuyện, Lưu Bảo Thục hất tay nói. Những tên đàn em đứng quanh hắn nghe lệnh và ngay lập tức tiếp cận Dương Văn Đoàn. Đầu tiên, một tên trong số chúng giơ nắm đấm lên và định đánh vào mặt ông. Lúc này, đội đồng tử của Dương Văn Đoàn bất ngờ co lại và ánh mắt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo đầy sát khí, một tay ông nhanh chóng giơ ra phía trước. Bô pê 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 a a a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tên kia không thể ngờ lại bị ông Dương đấm vào mặt trước, hắn ngay lập tức hét lên và ngã lộn nhào xuống đất. Cảnh tượng này đã làm tất cả những người có mặt ngạc nhiên tột độ. Không ai ngờ một ông già què lại có khinh công như vậy. Chúng mày, còn nhìn cái gì nữa, xông hết lên cho tao, Lưu Bảo Thục gầm lên. Những tên đàn em không dám trái lời, lập tức ùa lên nhắm thẳng vào ông. Bụp bốp bịch. Với những thao tác nhanh nhẹn và chính xác, Dương Văn Đoàn đã kịp phản đòn lại tất cả những kẻ dám lại gần tấn công mình. Thấy vậy, không chỉ Lưu Bảo Thục choáng váng, mà ngay cả Trương Minh Chía đang ngồi trong xe cũng kinh ngạc. Lâm Khánh Hoa lúc này đã nhận ra ông Dương thực sự là một cao thủ, cuối cùng cũng thở phào và nghĩ mình sẽ được giải cứu. Nhưng người của Lưu Bảo Thục vẫn đang giữ rất chặt, cô không tài nào nhúc nhích được. Bọn mày nữa, thấy Dương Văn Đoàn quá mạnh, Lưu Bảo Thục bèn ra lệnh cho những người còn lại tiếp tục xông lên áp sát ông. Vì vậy những kẻ đang vây quanh khống chế Lâm Khánh Hoa lúc này đều lao về phía ông Dương, chỉ còn lại hai người đang tiếp tục giữ cô. Khuôn mặt Dương Văn Đoàn vẫn lạnh lùng điềm tĩnh và không hề có chút sợ hãi nào, ông cứ đứng yên tại chỗ như đang chờ những kẻ xấu này xông lên một lượt. Một cuộc chiến đang ập đến, và máu nhà binh vốn đã dịu lại trong cơ thể ông nay bỗng trỗi dậy. Cả một nhóm những tên đô con đang lao lên phía trước mặt, nhưng Dương Văn Đoàn đã nhanh chóng đấm lại trước khi chúng có thể chạm tới ông. Á, á, hự. Những tiếng hét đau đớn vang lên hết lần này đến lần khác, và đó hoàn toàn không phải tiếng ông Dương Văn Đoàn. Nắm đấm của ông quá nhanh, bọn chúng không thể nào theo kịp. Khi chúng còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị ăn một đấm ngay mũi rồi. Đến lúc này, Lưu Bảo Thục đã hoàn toàn bị sốc không tin nổi vào mắt mình. Dương Văn Đoàn vừa đấm lũ du côn túi bụi, vừa lê cái chân bị gãy của mình từng chút về phía trước, lại gần để giải cứu Lâm Khánh Hoa. Đùa thế đủ rồi, tao nói tất cả chúng mày lên hết cho tao. Mau, thằng nào cũng phải lên hết. Nhanh chóng xử lý lão khọm già này cho tao. Trương Minh Chí, người nãy giờ vẫn đang ngồi yên lặng trong chiếc xe Ferrari, nghiến răng nói với bè lũ đang ngồi trong những chiếc xe khác của hắn. Cánh cửa của hai chiếc Porsche và năm chiếc Mercedes-Benz mở ra ngay lập tức. Từ trong xe, lần lượt từng nhóm người bước ra, mang theo dao, mã tấu, gậy sắt và nhiều loại vũ khí nguy hiểm khác trong tay. Tất cả bọn chúng không phải người của Trương gia, mà đến từ băng đảng giang hồ có máu mặt nhất thành phố Quốc Hòa băng hổ báo. Trương Minh Chí có quen biết với chủ soái của băng đảng này, vậy nên anh ta mới dám dở những trò vô đạo đức và mặc sức hoành hành. Lần này, Dương Văn Đoàn đã thấy một nhóm người được trang bị dao, mã tấu, gậy gộc tiến lại gần mình, ông thoáng cau mày, nhưng vẫn không lùi lại nửa bước. Lão già chết tiệt, đây là do ông thích chõ mũi vào việc của bọn này đấy nhé. Hôm nay bọn ta sẽ tiễn lão đến miền cực lạc, người đàn ông đầu chọc với hình xăm một cái đầu hổ trên ngực tiến lại phía ông và nói. Tên của hắn là Lưu Bảo Thục, một trong những kẻ dữ dằn nhất bang hổ báo. Không cần nói rông dài vô nghĩa, có giỏi thì lại đây xem.
Dương Văn Đoàn đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, ông biết rằng việc xảy ra một cuộc chiến đẫm máu là không thể tránh khỏi, nên không muốn nói thêm những chuyện vô nghĩa với bọn chúng mà chỉ muốn giải quyết thật nhanh chóng. Hừm, lão cũng to mồm lắm, chúng mày đâu, giết, Lưu Bảo Thục cảm thấy tức giận vì bị coi thường, lìa lập tức kêu đàn em xông lên. Khi bọn chúng chuẩn bị lao về phía Dương Văn Đoàn, một chiếc Lamborghini bỗng từ đâu lao đến chặn lại ngay trước mặt ông. Chiếc Lamborghini này chính là của Chu Nhược Mai. Ngay khi tới đây, Chu Nhược Mai đã trông thấy một đám đông những người có mã tấu và gậy sắt xông đến toàn tấn công ông Dương. Cô hết sức kinh hãi và hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố, bố mau lên xe đi. Chu Nhược Mai vội vàng hét lên, cố gắng giúp ông rời khỏi nơi nguy hiểm này. Dương Văn Đoàn thấy con dâu đến thì cũng rất ngạc nhiên, hỏi gấp, Hân Hân, sao con lại ở đây? Con đến đón bố về nhà, chúng ta đừng nói nhiều nữa, bố hãy lên xe nhanh lên. Chu Nhược Mai lo lắng nói, mặt tái mét. Con đi đi và để ta một mình. Dương Văn Đoàn dứt khoát nói, một cô gái đang gặp nguy hiểm và ông không thể trương mắt đứng nhìn được, cho dù là ông không hề biết cô ấy. Tuy nhiên, ông cũng tự nhận thức được mình đang yếu thế khi chỉ có một mình tay không chống lại cả đám người có vũ khí, một chân thì tàn tật, tình thế của ông vốn đã rất khó xử. Bây giờ Chu Nhược Mai lại bất ngờ xuất hiện ở đây khiến ông càng thêm lo lắng. Nếu ông bị đánh bại, nhất định Nhược Mai cũng sẽ bị bọn chúng bắt. Do đó, ông phải để cô rời khỏi đây trước. Trời ơi, bố, chuyện này không đùa được đâu. Bố mau lên xe về với con đi. Chu Nhược Mai sốt ruột nói. Không được, ta còn phải cứu cô gái đó. Dương Văn Đoàn quả quyết nói. Lúc này Nhược Mai mới nhìn lên và thấy một cô gái ở tuổi đôi mươi đang bị đám du côn bắt lại và giữ chặt tay chân. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao ông Dương lại có mâu thuẫn với những kẻ côn đồ này. Giết lão mau đi, Lưu Bảo Thục lại hét lên. Cả băng nhóm ngay lập tức vung mã tấu và gậy chùy lao về phía Dương Văn Đoàn. Hân Hân, đi mau đi, ông Dương hét lên với Nhược Mai một lần nữa, rồi nhanh chóng lao lên, chiến đấu với bọn chúng. Chu Nhược Mai kinh hãi quá độ và hoàn toàn không biết phải làm gì ngoài việc yên lặng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này. Lệ Uy Long đã dặn dò cô cẩn thận trước khi rời đi rằng cô cần chăm sóc tốt cho cha nuôi anh. Giờ đây ông Dương đang khổ chiến với cả một băng đảng, cô làm sao cô có thể bỏ ông lại một mình mà chạy trốn. Nhưng dù có ở lại đây, trước tình huống này, Chu Nhược Mai hoàn toàn bất lực. Chỉ trong nháy mắt, Dương Văn Đoàn đã bị cả băng nhóm hổ báo vây kín xung quanh, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cực kỳ nguy hiểm. Trước đây Dương Văn Đoàn giỏi nhất là về kiếm thuật của gia đình họ Dương có thể nói là thiên hạ vô song. Ông đã dùng những thanh kiếm của gia tộc ấy để tiêu diệt vô số kẻ thù trên chiến trường. Nhưng giờ đây, ông không hề có thanh kiếm tổ tiên nào bên mình, cũng không có vũ khí, chỉ có thể tay không chống đỡ một nhóm xã hội đen được trang bị dao kiếm và gậy gộc. Từ khắp các phía, bọn chúng chém liên tiếp về phía Dương Văn Đoàn bằng dao dài và mã tấu. Ông chỉ có thể chạy từ bên này sang bên khác để tránh, thỉnh thoảng tìm cơ hội đấm và đánh một vài người. Tuy nhiên, Dương Văn Đoàn tuổi cũng cao, chân phải lại vô dụng và cơ thể không còn đủ khỏe mạnh để có thể theo kịp ý thức. Trong quá trình né tránh, ông cũng nhiều lần bị chém trúng do cử động chậm chạp dần. Lúc này, Dương Văn Đoàn thực sự rất cần một thanh kiếm. Chỉ cần có một thanh kiếm trong tay, ông có thể sử dụng bí thuật của Dương gia để giết gọn bọn chúng. Tuy nhiên, không dễ để lấy một thanh kiếm dài từ những người này. Ông chỉ có thể sử dụng nắm đấm của mình để đối phó với chúng trước, sau đó mới tìm được cơ hội để lấy con dao. Hàng chục người đang bao vây ông Dương và tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm. Ông phải liên tục tấn công vào người bọn chúng để cướp lấy kiếm dài nên đã bị chém chảy máu. Vừa trông thấy những tia máu bắn ra từ cơ thể cha chồng, Chu Nhược Mai hoảng hốt giơ tay che miệng để khỏi phải thốt lên kinh sợ. Cả người cô run lên và cứng đờ. Chương 47 cuộc chiến đẫm máu. Rốt cuộc, Dương Văn Đoàn đã quá già, cộng thêm chiếc chân phải bị tàn phế khiến việc di chuyển không thuận tiện. Trong khi phía bọn côn đồ có tới hơn 30 người, mỗi người đều có vũ khí trong tay, tình hình hoàn toàn không khả quan đối với Dương Văn Đoàn. Trong vụ ẩu đả, ông đã nhiều lần bị thanh sắt của đối thủ đánh trúng, thêm cả vài vết thương do dao kiếm cắt trúng và máu bắt đầu chảy ra từ các vết thương. Chu Nhược Mai đã rất lo lắng và chỉ muốn lái xe xông đến ngay lập tức tông chết băng hổ báo, nhưng bố chồng cô lại đang ở trong vòng vây của lũ khốn này. Nếu tông xe qua, cô chắc chắn sẽ đâm trúng cả ông Dương. Vì vậy, Chu Nhược Mai hoàn toàn bất lực và không thể giúp gì. Lúc này,
một tên trong băng đảng hổ báo đã toan đâm chúng vào bụng của Dương Văn Đoàn. Ông vội vã quay sang một bên và thoát khỏi lưỡi kiếm kia trong khoảnh khắc. Nhân lúc đó, ông đã nắm lấy cơ hội hiếm có này, giật lấy tay cầm kiếm của hắn, rồi đấm lại vào bụng hắn bằng nắm tay trái. Thế là con dao dài như thanh kiếm đó đã rơi vào tay ông. Với một thanh kiếm trong tay, máu trong cơ thể ông đột nhiên sôi lên vì phấn khích, ánh mắt ông lạnh lùng lóe lên nhưng tia nhìn chết chóc. Tình thế hiện giờ chỉ cho ông hai lựa chọn, tiếp tục chiến đấu để vừa cứu được cô gái, vừa giành lấy cơ hội sống cho bản thân, hoặc lơ là một chút và chết chắc. Ông không thể chết được, dù sao đi nữa, tình huống này là do chúng ép ông chỉ là đang tự vệ, cho dù ông có giết chết bọn chúng, cũng sẽ không cần phải chịu trách nhiệm. Băng hổ báo không quan tâm việc Dương Văn Đoàn đã lấy được một thanh kiếm, bọn chúng vẫn trực chờ sơ hở để tiếp tục tấn công ông. Lúc này, Dương Văn Đoàn bỗng gầm lên, giữ chặt thanh kiếm trong tay rồi vung tới. Ánh sáng của thanh kiếm lóe lên trong khoảnh khắc, và rồi máu bắt đầu từ đâu bắn ra tung tóe. Cái gì? Quái! Một vài tên trong băng đảng gào thét đau đớn trước mũi kiếm của Dương Văn Đoàn. Máu từ vết chém ở bụng trào ra, bắn lên không trung rồi rơi xuống đất. Ngay lập tức sau đó, ông Dương đã tiếp tục sử dụng kiếm thuật của Dương gia để chiến đấu chống lại bọn chúng. Ngay lập tức, máu vương vãi khắp nơi, những cánh tay bị bẻ gãy, và tiếng la hét vang lên inh ỏi. Dương Văn Đoàn đã quá mạnh tay khiến nhiều tên trong số chúng bị đâm chết tại chỗ, một vài tên bị chặt đứt hẳn cánh tay. Lúc này, trong mắt Dương Văn Đoàn chỉ có những kẻ trong băng đảng giang hồ này là kẻ thù. Ánh mắt ông đỏ ngầu, ông đang chìm trong những ký ức ở chiến trường của máu và lửa năm xưa. Đám người băng hổ báo không ngờ một lão già khập khiễng như Dương Văn Đoàn lại mạnh tới như vậy, không chỉ giỏi khinh công mà kiếm thuật cũng rất nguy hiểm. Điều này cũng khiến Chu Nhược Mai hết sức bất ngờ. Giết lão đi, Lưu Bảo Thục hét lên khiếp đảm khi thấy Dương Văn Đoàn đang ngày càng bạo sát, còn người của hắn thì đang bắt đầu chùn bước vì sợ hãi. Băng hổ báo là những kẻ tàn nhẫn cực độ và giết người không chớp mắt. Nên sau khi nghe lệnh của Lưu Bảo Thục, bọn chúng bắt đầu vùng lên trở lại và bao vây tứ phía Dương Văn Đoàn, sát khí ngùn ngụt. Một cuộc chiến mới lại bắt đầu. Mặc dù lưỡi kiếm của Dương Văn Đoàn rất nhanh, nhưng đám người này quá đông, ông sẽ sớm kiệt sức. Dù ông chém được không ít tên, nhưng ông ít nhiều cũng đã dính vài nhát dao. Tốc độ không thể theo kịp ý thức. Kiếm thuật của Dương gia do đó mà giảm công lực đi rất nhiều, không còn bách phát bách trúng như năm nào. Điều quan trọng nhất là con dao dựa dài trong tay ông Dương lúc này không phải là thanh kiếm bảo vật của tổ tiên, khiến ông khó lòng thi triển kiếm pháp. Thanh kiếm gia truyền bảo vật của tổ tiên ông rất dài, bản rộng, dày và đủ nặng để phát huy sức mạnh vô hạn, nhưng con dao dựa trong tay ông thì ngắn, mỏng và quá nhẹ. Bất chợt, ngay lúc đó một vài tên trong băng nhóm đã giương con dao từ trên xuống dưới. Chém về phía đỉnh đầu của ông Dương. Dương Văn Đoàn vội vàng giơ kiếm lên chặn lại nhát dao đó. Ngay khi hai tay ông bận giữa chặn con dao nọ, có một kẻ khác nhân cơ hội lập tức đâm vào người ông từ cả hai bên trái và phải. Dương Văn Đoàn chỉ kịp tránh con dao của người bên phải, đạp nó chệch ngược lại về phía cổ họng của hắn. Cổ họng anh ta bị cắt trúng thành một vết dài và máu phun ra đỏ lòm. Anh ta chết ngay mà không kịp kêu lên một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, Dương Văn Đoàn cũng định quay sang trái và đánh trả lại kẻ định tấn công mình. Nhưng vì chân phải của ông tàn phế và không thể quay lại, ông đã bị chậm một bước. Ngay lập tức, bụng ông Dương đã bị đâm trúng bởi con dao của đối phương. Nhìn thấy cảnh này, Chu Nhược Mai suýt nữa đã hét lên vì sợ hãi, khuôn mặt cô tái nhợt, trong lòng đau đớn như muốn vỡ tung lồng ngực. Mặc dù dạ dày của Dương Văn Đoàn đã bị đâm thủng, nhưng nó không thể gây tử vong. Ngay sau đó, ông đã đâm lại tên kia. Trận chiến đẫm máu vẫn tiếp diễn. Dương Văn Đoàn không thể tiếp tục sử dụng sức mạnh kiếm thuật của Dương gia nữa, với quá nhiều vết thương trên cơ thể, chuyển động của ông đã chậm hơn rất nhiều. Nhưng trận chiến vẫn chưa dừng lại và ông vẫn cần phải giữ lấy thanh kiếm. Chu Nhược Mai lúc này không thể ngồi yên được nữa, cô vội vã xuống xe và hét lên, đừng đánh nhau nữa. Làm ơn dừng lại đi. Tuy nhiên, băng hổ báo không hề quan tâm đến lời cô nói và cuộc chiến vẫn tiếp diễn một cách khốc liệt hơn. Lúc này, Nhược Mai đã trông thấy Trương Minh Chí, thiếu chủ của gia tộc họ Trương giàu có bề thế nhất thành phố Quốc Hòa, đang ngồi im quan sát trong chiếc Ferrari. Cô lập tức chạy đến cầu xin anh ta. Cậu Trương, tôi xin cậu, làm ơn hãy bảo họ dừng lại, Chu Nhược Mai khẩn khoản nói. Trương Minh Chí không ngờ mỹ nhân đẹp nhất Quốc Hòa lại xuất hiện ở đây,
anh ta ngạc nhiên hỏi, lão già này liên quan gì đến cô? Ông ấy là cha nuôi của chồng tôi, là bố chồng tôi, Chu Nhược Mai nói. Hóa ra ông ta là cha nuôi của thằng khốn vô dụng đó sao? Trương Minh Chí nói một cách khinh bỉ. Chồng tôi không vô dụng, hiện giờ anh ấy đã phải đi đến phía Tây để chiến đấu. Anh ấy là một quân nhân, lễ cưới anh ấy tổ chức cho tôi cách đây ít lâu vô cùng hoành tráng, anh hẳn đã nghe nói rồi. Tôi hy vọng anh sẽ tôn trọng chồng tôi, vậy nên, làm ơn hãy tha cho cha nuôi của anh ấy. Chu Nhược Mai tha thiết. Cô nghĩ tôi sợ chồng cô chỉ với những điều vớ vẩn đó sao? Bây giờ cả quốc hòa đều đã biết hắn ta chỉ là một người bình thường đã may mắn cứu mạng đại úy Vũ Hải nên được trả ơn chứ chẳng có gì to tát. Ông già này cứ thích chúi mũi vào việc người khác, lại còn giết rất nhiều người của tôi nhất quyết không tha cho ông ta. Trương Minh Chí giận dữ nói. Nếu anh giết ông ấy, chồng tôi sẽ không bao giờ tha cho anh. Chu Nhược Mai nói mà trong lòng không khỏi lo lắng. Ha ha, cái gì cơ? Chồng của cô chỉ là một thằng vô dụng, tôi cứ giết cha nuôi của hắn đấy. Để xem hắn có thể làm gì tôi. Trương Minh Chí khoái trá cười lớn. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu để cha tôi đi. Chu Nhược Mai biết không thể thuyết phục hắn ta liền xuống nước hỏi. Chỉ trừ khi cô chịu làm người phụ nữ của tôi, nếu không lão ta chắc chắn sẽ chết đêm nay. Trương Minh Chí nói và nhìn Chu Nhược Mai đầy tư tình. Đừng có hòng, Chu Nhược Mai không ngờ tiểu Trương gia lại dám đưa ra yêu cầu không biết xấu hổ như vậy. Cô dĩ nhiên sẽ không bao giờ đồng ý với hắn, ngay cả khi cô đồng ý, với tính cách của Dương Văn Đoàn, ông cũng nhất định không để yên. Được, nếu cô muốn chứng kiến cha nuôi của chồng mình chết ngay trước mặt, thì cứ việc làm bất cứ điều gì cô muốn đi. Trương Hồng Chí thản nhiên nói. Chu Nhược Mai cau mày, nhìn lại và thấy rằng cơ thể của bố chồng đã thấm đầy máu vào lúc này, và cô thấy lo lắng khôn nguôi. Cậu chủ Trương, cậu làm ơn đi mà, miễn là không phải trở thành người phụ nữ của cậu. Tôi có thể hứa với cậu bất cứ điều gì. Chu Nhược Mai vì cứu bố chồng mình đã chấp nhận vứt bỏ lòng tự trọng mà quỳ xuống ngay cạnh chiếc xe của Trương Minh Chí năn nỉ. Tôi chỉ muốn có được cô thôi, tôi không quan tâm đến bất cứ cái gì khác. Hắn ta vẫn thản nhiên nói. Từ lâu họ Trương này đã luôn thèm muốn đệ nhất mỹ nhân quốc hòa. Lúc này Chu Nhược Mai lại đích thân đến tận chân anh ta, tất nhiên anh ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thấy Chu Nhược Mai đang quỳ bên cạnh xe của Trương Minh Chí, Dương Văn Đoàn đã lờ mờ đoán ra được cô đang định làm gì. Hân hân, đừng cầu xin anh ta vô ích, con phải đi ngay đi. Dương Văn Đoàn hét lên, ông thà chết chứ không muốn con dâu phải đi cầu xin người khác. Con dâu của ông có một người chồng tuyệt vời, đại hộ vệ của đất nước và là tổng tư lệnh quân đội, một long thần chiến. Việc cô phải quỳ xuống và cầu xin người khác là một nỗi nhục đối với Lê Huy Long. Chu Nhược Mai đã không biết rằng cô là vợ của soái tướng. Vì không muốn phải chứng kiến Dương Văn Đoàn chết trong tay những người này, cô đã quỳ xuống khẩn khoản cầu xin Trương Minh Chí, làm ơn đi cậu chủ Trương, nếu bố tôi thực sự bị anh giết, anh cũng sẽ bị pháp luật trừng phạt. Hãy tha cho ông ấy. Ha ha, chẳng lẽ cô không biết sức mạnh của Trương gia chúng tôi à? Dù là thẩm phán thành phố, cục trưởng cục cảnh sát đến đại ca băng đảng xã hội đen và những ông lớn từ mọi tầng lớp trong thành phố này đều có một mối giao hảo với gia đình tôi. Kể cả tôi đã giết lão ta. Cũng đơn giản như bước lên một con kiến, tôi sẽ chẳng hề hấn gì cả. Trương Minh Chí nói một cách tự mãn. Đến nước này thì Chu Nhược Mai đã hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì những gì họ Trương nói đều là sự thật. Tất nhiên, cô biết rằng đó là một gia đình có thể một tay che kín bầu trời. Lúc này, Lâm Khánh Hoa đã lợi dụng cơ hội đánh mạnh vào chân hai kẻ đang giữ tay cô để thoát ra và chạy về phía xe của Chu Nhược Mai. Hân hân, nhanh lên, đừng cầu xin anh ta nữa, vô ích thôi. Con mau đưa cô gái này đi thật xa khỏi chỗ này đi. Dương Văn Đoàn, người vẫn đang chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, thấy Lâm Khánh Hoa đã thoát ra liền hét lên lo lắng với Chu Nhược Mai. Những người trong băng đảng hổ báo đã thấy Lâm Khánh Hoa trốn thoát và định đuổi theo ngay, nhưng họ đã bị Dương Văn Đoàn chặn đứng lại. Chu Nhược Mai biết rằng có nói gì với Trương Minh Chí cũng vô ích. Cô nghe thấy tiếng hét của ông Dương và lập tức chạy lại. Nhanh đưa cô gái đó đi cùng con đi, mau. Dương Văn Đoàn hét lên khi vẫn đang cố ngăn đám xã hội đen. Bố ơi, con mà đi rồi thì bố phải làm sao? Chu Nhược Mai bật khóc, cô không muốn bỏ ông lại mà một mình trốn đi cùng Lâm Thị. Đừng lo lắng cho bố, đã quá muộn để bố rời đi rồi. Dương Văn Đoàn kiên định nói. Tình hình rất nghiêm trọng và Chu Nhược Mai không thể ngần ngại nữa. Cô đành nói với Lâm Khánh Hoa, lên xe mau.
Lâm Khánh Hoa chỉ một lòng muốn thoát khỏi đây nên ngay lập tức kéo cửa ra rồi ngồi vào trong xe. Chu Nhược Mai cũng vậy. Bố mau đi cùng con luôn đi. Chu Nhược Mai hét lớn với ông. Tuy nhiên, Dương Văn Đoàn đã bị bao vây bởi một nhóm quá đông vào thời điểm này, ông không thể nào thoát ra được. Đi mau, đừng lo lắng cho ta. Dương Văn Đoàn vừa hét lên vừa vung thanh dao ra tứ phía, mồ hôi nhễ nhại. Chu Nhược Mai chưa bao giờ phải trải qua tình huống đáng sợ này và cô đã vô cùng hoảng loạn. Cô thực sự muốn đưa ông Dương đi cùng, nhưng tình thế hiện tại rõ ràng không đứng về phía cô. Bây giờ tất cả những gì cô có thể làm là đưa Lâm Khánh Hoa rời đi, và sau đó gọi cảnh sát giúp đỡ, để họ có thể giải cứu ông Dương, còn nếu cứ dùng rằng ở lại thì chính cô và Lâm Khánh Hoa cũng sẽ không thể thoát được. Vì vậy, bất chấp những giọt nước mắt giàn giụa trên má, Chu Nhược Mai đành quay xe lại. Mau, đừng để họ chạy. Trương Minh Chí thấy Nhược Mai và Lâm Khánh Hoa đang chuẩn bị lái xe đi mất liền hét lên giận dữ. Anh ta cũng muốn lái chiếc Ferrari của riêng mình để đuổi theo. Nhưng những chiếc Porsche và Mercedes đang đậu quanh khiến anh ta không thể lao ra ngoài. Nhanh lên, tóm lấy hai người phụ nữ đó. Không được để chúng thoát. Lưu Bảo Thục cũng hét lên giận dữ. Băng Hổ Báo bắt đầu tuyệt vọng lao về phía trước, nhưng Dương Văn Đoàn vẫn đang lăm lăm một con dao dài trên tay. Bất cứ ai chạy qua ông ta đều sẽ bị chém đến chết hoặc bị thương nặng. Sau khi lùi ra khỏi nơi đó hàng chục mét, Chu Nhược Mai nhanh chóng nhấn ga hết cỡ và bỏ chạy. Giết lão già đi, giết chết lão. Trương Minh Chí nổi giận đùng đùng và gần như giống lên khi thấy Chu Nhược Mai đã chạy thoát cùng Lâm Khánh Hoa. Băng Hổ Báo cũng tức giận và bắt đầu tấn công ông Dương một cách điên cuồng. Đối mặt với sự bao vây của hàng chục người, Dương Văn Đoàn vẫn tỏ ra không hề sợ hãi và không lùi đến nửa bước. Ông có thể đã già, nhưng thanh kiếm trên tay ông vẫn sắc. Ông cầm chặt nó trên tay và lao lên phía trước chiến đấu với đám xã hội đen to lớn. Lúc này, Dương Văn Đoàn không hề có quân tiếp viện, chỉ có mình ông chiến đấu, máu từ vết thương tuôn ra không ngớt. Đám người của Băng Hổ Báo nãy giờ đã liên tục chứng kiến đồng bọn bị Dương Văn Đoàn giết chết, trong lòng chúng cũng rất căm phẫn và thề sẽ giết ông sớm thôi. Dù ông Dương có kiếm thuật vô song, nhưng rốt cuộc, ông cũng đã già, chân phải tàn phế, ông đã mất quá nhiều máu và thể lực thì bị hạn chế. Chuyển động của ông ngày càng trở nên chậm chạp. Sau đó, chân phải đã bị tê liệt của ông lại bị cắt trúng, không thể chống đỡ được nữa, ông đành quỳ thụp trên mặt đất, cứ như thế, ông tiếp tục chiến đấu giữa bao nhiêu là máu. Băng Hổ Báo thấy Dương Văn Đoàn đã bị thương nặng, chúng cảm thấy bớt sợ hãi và tấn công ông Dương một cách điên cuồng hơn. Sau khi lái xe đưa Lâm Khánh Hoa thoát khỏi nơi hỗn chiến kia, Chu Nhược Mai nói, cô mau xuống xe đi rồi gọi cảnh sát tới. Chỉ có họ mới cứu được bố tôi. Được, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Lâm Khánh Hoa thở dốc nói, lúc này cô vẫn chưa hết sợ hãi. Chương 48 hơi thở cuối cùng. Sau khi Lâm Khánh Hoa xuống xe, Chu Nhược Mai lập tức quay xe lại và vội vã trở lại để cứu ông Dương. Lâm Khánh Hoa cũng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và gọi cho cảnh sát để được giúp đỡ. Trong lúc ấy, Dương Văn Đoàn vẫn đang ở trong một trận chiến đẫm máu, cuối cùng ông cũng không thể chống lại cả đám đông, hàng chục nhát dao đâm trúng người và máu của ông nhuộm đỏ toàn cơ thể. Dương Văn Đoàn lúc này không còn có thể di chuyển hay chống trả gì nữa, nhưng ông không muốn gục ngã, vì vậy ông vẫn cố gắng chống thanh dao dài xuống mặt đất, tư thế không suy chuyển cho dù những nhát dao vẫn đâm tới tấp vào người. Chứng kiến điều này, các thành viên của Băng Hổ Báo cũng phải chùn chân, sợ hãi trước thái độ kiên cường của Dương Văn Đoàn, và không dám đến gần hơn. Lão khọm già chết tiệt, dám phá hỏng chuyện tốt của tôi, đây chính là kết thúc dành cho lão đấy. Trương Minh Chí cao có nói. Lũ khốn các người, khi con trai ta trở về, nó nhất định sẽ tìm các người để trả thù cho ta, tất cả chúng mày sẽ bị xóa sổ. Dương Văn Đoàn nói giận dữ, máu tuôn ra từ miệng ông trông rất thảm thương. Cái gì, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mong thằng con vô dụng của ông trả thù cho sao? Nếu hắn thực sự có cái gan đó, kết cục của hắn cũng sẽ giống ông thôi. Trương Minh Chí nói cùng với nụ cười khinh miệt. Vậy thì cứ chờ xem, Dương Văn Đoàn ta khi xưa đã giết vô số kẻ thù. Hôm nay, xem ra ta thực sự sẽ chết trong tay lũ khốn hung ác các ngươi. Dương Văn Đoàn nói, ông biết rằng cái chết lúc này là không thể tránh khỏi. Chúng mày còn chờ cái gì nữa? Giết Phước lão đi cho tao. Tao không muốn nghe thêm bất cứ lời vớ vẩn nào của lão nữa. Trương Minh Chí nói một cách bực dọc và khoát tay ra hiệu lệnh cho đàn em. Tuy nhiên,
dù băng hổ báo đã chém hàng chục nhát dao vào cơ thể của Dương Văn Đoàn, ông vẫn không hề gục ngã. Điều này khiến cho tất cả đều bị sốc bởi tinh thần thép của ông và không dám bước tới. Một lũ hèn, đưa cho tao cái chùy sắt đây, tao sẽ đích thân tiễn lão lên đường. Trương Minh Chí tức giận nói. Ngay lập tức, một tên đàn em trong bang hổ báo đưa cho anh ta một cây chùy sắt lớn. Trương Minh Chí cầm lấy nó và nhanh chóng giương lên cao. Đi chết đi, hắn hét lên và dùng một lực cực mạnh đập cây chùy sắt đó vào phía sau lưng Dương Văn Đoàn. Bô pê pê pê. Với một cú đánh mạnh dữ dội như vậy, Dương Văn Đoàn bị đập ở sau đầu, máu bắt đầu văng ra tứ tung. Sự chấn động dữ dội này làm cho ý thức của ông mờ dần đi, nhưng đôi chân ông vẫn cố trụ lại để không gục ngã. Tôi không tin là chúng ta không thể đập chết lão già khốn nạn này. Lưu Bảo Thục thấy Trương Minh Chí đã đích thân ra tay mà ông Dương vẫn không suy chuyển, hắn ta rất giận dữ và không muốn để bị tụt lại phía sau, vì vậy hắn đã giật lấy một con dao từ tay tên đàn em rồi sải bước về phía Dương Văn Đoàn rồi đâm vào bụng của ông. Hự dính một nhát dao chí mạng vào bụng, một ngụm máu từ miệng ông Dương bất ngờ phun ra, đỏ thẫm. Lưu Bảo Thục rút mạnh con dao ra và rất nhiều máu tuôn ra từ vết thương trên bụng ông. Lưu Quang, với tư cách là người của Trương Minh Chí đang đứng cách đó không xa, cũng bước về phía trước để đá vào phần ngực của Dương Văn Đoàn. Một người anh hùng già đã từng chiến đấu trên biết bao chiến tuyến, giết chết vô số kẻ thù, cuối cùng cũng bất lực ngã bịch xuống đất với đôi mắt mở to đau đớn. Máu cứ tuôn ra từ tất cả các vết thương trên cơ thể ông, lan khắp mặt đất. Anh Trương, lão ta chắc chắn không sống nổi nữa đâu, chúng ta đi thôi. Lưu Bảo Thục nói. Được. Chúng ta rút thôi, Trương Minh Chí nói và liếc nhìn ông Dương đang nằm bệt trên nền đất một cách lạnh lùng. Sau đó, cả đám xã hội đen cùng bè lũ của Trương Minh Chí đều leo lên xe rồi bỏ đi. Bọn chúng vừa rời khỏi thì Chu Nhược Mai cũng vừa kịp lái xe đến. Trước mắt cô là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng với hàng chục xác chết bê bết máu nằm la liệt trên mặt đất, Dương Văn Đoàn cũng đã gục xuống vũng máu, Nhược Mai bất ngờ hoảng loạn, lập tức phanh xe lại. Bố! Chu Nhược Mai hét lên đau đớn khi chạy về phía Dương Văn Đoàn. Cô thấy hàng chục nhát dao rướm máu trên cơ thể ông và máu không ngừng tuôn ra từ vết thương sau đầu và ổ bụng, trái tim cô hoàn toàn tan vỡ, và hai hàng nước mắt giàn giụa đau khổ rơi xuống. Bố, bố ơi, có chuyện gì với bố vậy? Đừng làm con sợ, Chu Nhược Mai quỳ xuống bên cạnh ông Dương, ôm đầu ông, vừa khóc vừa hỏi. Dương Văn Đoàn lúc này chỉ còn thoi thóp thở và nói một cách đứt quãng, hân hân. Từ giờ ta không thể ở bên con được nữa, con phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Bố, bố đừng nói linh tinh như vậy, bố sẽ ổn thôi, con đã gọi xe cứu thương rồi. Chu Nhược Mai nói trong nước mắt. Thật đáng tiếc, suýt chút nữa ta đã có thể đánh bại bọn chúng. Ta khó lòng nhắm mắt được. Nhược Mai, con nghe đây. Con tuyệt đối không được kể chuyện này với Uy Long cho đến khi nó thắng trận trở về, phải nhớ kỹ lấy. Nhưng tại sao bố ơi? Việc nghiêm trọng như thế này. Tại sao lại phải giấu anh ấy? Chu Nhược Mai bối rối hỏi. Cô nhìn những vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng khắp cơ thể của ông, đoán được rằng ông sẽ khó lòng cầm cự. Sớm muộn rồi con cũng sẽ hiểu, bây giờ con chỉ cần nhớ những lời ta dặn, tuyệt đối đừng nói với chồng con về cái chết của ta. Dương Văn Đoàn nói một cách yếu ớt. Ông đã nuôi dưỡng Lê Uy Long từ nhỏ, hiểu rõ tính cách của anh. Nếu Uy Long biết ông gặp chuyện, nhất định sẽ buông bỏ tất cả mà trở về trả thù cho ông. Nhưng giờ đây anh đang là tổng tư lệnh quân đội phụ trách dẹp địch phía Tây và gánh vác trách nhiệm nặng nề trong việc bảo vệ đất nước. Cuộc sống của hàng triệu quân lính đều phụ thuộc vào anh. Ông không thể nào để anh biết chuyện này được. Do đó, ông phải dặn dò Chu Nhược Mai thật cẩn thận. Được rồi, con hứa với bố. Chu Nhược Mai nói và không thể nào kìm được nước mắt. Đôi tay của cô đang ôm lấy đầu bố chồng và chúng đều đỏ như máu. Con đừng khóc, cũng đừng quá đau buồn. Ta là một người lính. Đó là vinh dự của một người lính. Mặc dù ta không còn ở trên chiến trường, nhưng chí ít cũng coi như đã hy sinh để cứu người, đã chiến đấu hết mình cho lẽ phải. Ta không hối hận về điều đó. Dương Văn Đoàn nói. Bố, lỗi là của con đã không chăm sóc tốt cho bố. Bố nhất định phải sống. Hãy cho con một cơ hội khác. Xin hãy cho con một cơ hội để làm tròn đạo hiếu. Chu Nhược Mai đau khổ nói. Trong lúc này con cũng đã rất tử tế với ta rồi. Ta hài lòng lắm. Khi còn sống có thể thấy Uy Long cưới được một người vợ đức hạnh như con, ta cũng mãn nguyện lắm rồi. Dương Văn Đoàn nói và khẽ mỉm cười trong đau đớn. Ông càng nói, Chu Nhược Mai càng cảm thấy tội lỗi trong lòng,
cô đã quá bận rộn với công việc trong thời gian này và không chăm sóc tốt cho ông. Bởi vậy mới khiến ông mâu thuẫn với mẹ mình rồi tức giận bỏ đi. Vậy mà ông lại không nề hà việc đó chút nào và vẫn hài lòng với cô. Sao ông có thể rộng lượng tới như vậy chứ? Nhưng ta vẫn còn một điều hối tiếc. Lúc này, Dương Văn Đoàn bất chợt nói tiếp một cách yếu ớt. Điều hối tiếc, xin bố cứ nói, bằng mọi cách con sẽ giúp bố được toại nguyện. Chu Nhược Mai vội vàng nói. Ta chỉ có một hối tiếc, đó là không thể tận mắt thấy con trai mình chiến thắng vẻ vang trở về. Dương Văn Đoàn nói với một vẻ mặt hết sức đau khổ. Chu Nhược Mai có thoáng sốc một lúc, sự hối tiếc này, cô thực sự không có khả năng giúp được ông. Ngày biên giới được bảo vệ vẹn toàn, sự hy sinh của gia đình ta coi như cũng đáng. Vừa dứt lời, đôi mắt ông Dương bỗng trừng lên, và ông đã hoàn toàn tắt thở. Đến tận lúc gần đất xa trời, ông vẫn chỉ một lòng nghĩ cho quốc gia đại sự. Chừng nào biên giới phía Tây còn chưa dẹp được loạn, chưa yên bình, ông vẫn chưa thể an nghỉ. Sau hàng trăm trận chiến, ông đã giết bao nhiêu bè lũ loạn tặc, là một chiến thần mãnh mẽ chưa từng biết lùi bước. Vậy mà giờ đây ông lại phải ra đi dưới tay một đám côn đồ, tại một nơi rừng không mông quạnh như thế này. Bầu trời đột nhiên đổ mưa. Cái chết của Dương Văn Đoàn khiến cho cả núi sông, đất trời phải đổ lệ. Cơn mưa trắng xóa cả một vùng trời. Vừa nhận ra hơi thở của ông Dương đã tắt, Chu Nhược Mai ngã quỵ xuống, thất thần, rồi hét lớn trong nước mắt. Bố! Cô chẳng biết làm gì ngoài bật khóc nức nở. Sự việc này đã xảy ra quá đột ngột khiến cô hoàn toàn mất phương hướng, trong đầu là một loạt những hình ảnh và ký ức ùa về, bầu trời xung quanh cô dường như đã sụp đổ. Trong đầu cô chợt hiện lên lời hứa với Lê Uy Long trước khi anh rời đi, rằng cô hãy chăm sóc chu đáo cho bố anh. Nhưng đến cuối cùng, cô đã là người bội tín. Cô đã không chăm sóc tốt cho ông, dẫn đến kết cục thảm hại như hiện giờ, đây hoàn toàn là lỗi của cô. Hơn nữa, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn này chính là vì mẹ cô. Cô thực sự không biết sẽ phải giải thích với Lê Uy Long như thế nào nữa. Chương 49 không thể nhắm mắt. Nếu Lê Uy Long biết được chính mẹ Nhược Mai đã đuổi bố anh đi, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Dù anh hoàn toàn không phải một người độc ác, nhưng sự mất mát này có thể khiến anh trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Chu Nhược Mai sợ điều đó. Nhớ lại ngày cưới, đến cả Vũ Hải, Thiên Thành và biết bao nhân vật tầm cỡ khác đều phải cúi mình trước ông Dương, Chu Nhược Mai bất giác trở nên hoảng loạn. Bố làm ơn tỉnh dậy đi, bố không thể bỏ chúng con mà đi như thế này được. Chu Nhược Mai gào khóc thảm thiết. Cô lập tức lấy điện thoại di động ra với đôi bàn tay đầy máu và gọi xe cứu thương. Sau đó cô tiếp tục bấm số gọi bố mình, ông Chu Hòa. Lúc này, Chu Hòa cũng vừa mới trở về biệt thự. Thấy cuộc điện thoại của con gái, ông liền trả lời ngay. Nhược Mai, có chuyện gì vậy? Chu Hòa hỏi. Bố ơi, không ổn rồi, đã xảy ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Chu Nhược Mai vừa khóc vừa nói. Có chuyện gì vậy, đừng khóc và nói chậm cho bố nghe. Chu Hòa lo lắng nói. Bố chồng con, bố nuôi anh Long, vừa bị đánh đến chết. Chu Nhược Mai hoảng loạn nói. Cái gì, chuyện này là như thế nào? Tại sao ông ấy lại bị giết? Chu Hòa không dám tin vào tai mình. Con không biết giải thích thế nào nữa, bố làm ơn đến đây ngay với con được không? Con sợ lắm. Chu Nhược Mai lúc này đang rất đau khổ và quẫn trí. Không còn giữ được bình tĩnh để nói chuyện. Tai nạn xảy ra ở đâu? Chu Hòa hỏi gấp. Bên cạnh công viên Mạnh Đường, Chu Nhược Mai nói. Được rồi, con cứ ở yên đó. Bố sẽ tới ngay lập tức. Nói xong, ông Chu cúp điện thoại. Tô Ánh Tuyết đang đứng gần đó nghe được một vài mẩu của câu chuyện, bà kinh ngạc hỏi ai? Ai bị giết cơ? Tôi với bà đang ở đây, Nhược Mai thì vừa gọi điện thoại, trong gia đình này bà nghĩ còn có thể là ai nữa? Chu Hòa nói một cách bực dọc. Cái gì, ông già đó á, tại sao mà ông ta lại bị giết? Tô Ánh Tuyết cũng rất sốc khi nghe tin này. Bà ta biết chính mình đã buộc Dương Văn Đoàn phải bỏ đi giữa đêm. Bây giờ ông ấy lại bị đánh đến chết, nhất định bà không thể thoát khỏi liên quan. Làm sao mà tôi biết được, tôi phải nhanh tới đó xem tình hình thế nào đã, Chu Hòa nói. Vậy tôi đi với ông được không? Tô Ánh Tuyết lo lắng biết rằng mình đã gây ra rắc rối lớn. Bà không thể ngồi yên được nữa nên cũng muốn đi theo để xem chuyện gì đã xảy ra. Vậy thì đi nhanh lên, ông Chu gắt. Sau đó, hai người cùng nhanh chóng lên xe rồi lái đến công viên Mạnh Đường.
Công viên này cách không xa biệt thự của họ và Chu Hòa có thể đến hiện trường chỉ trong vòng vài phút. Vừa bước ra khỏi xe, Tô Ánh Tuyết đã suýt ngất xỉu khi thấy một cơ thể Dương Văn Đoàn bê bết máu, đang nằm bất động trên nền đất lạnh. Khuôn mặt bà trở nên tái nhợt, bà hoàn toàn không ngờ được rằng mình đã gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Hân hân, chuyện này, chuyện quái gì đã xảy ra vậy hả? Tại sao ông ấy bị đánh tới nông nỗi này? Chu Hòa cũng kinh hoàng không kém. Không thể tin được là Lê Uy Long mới đi có hơn 10 ngày mà chuyện khủng khiếp này đã xảy ra. Khi đi qua khu vực này, ông ấy trông thấy một cô gái bị đám côn đồ bắt giữ. Ông ấy đã cố gắng cứu cô gái, nhưng bọn chúng lại quá đông và có vũ khí, nên... Chu Nhược Mai chỉ nói được vài câu đứt quãng và khóc nức nở. Ai, kẻ nào đã gây ra việc này? Chu Hòa hỏi lại. Chính là gã khốn khiếp Trương Minh Chí của Trương gia. Hắn đã ra lệnh cho bang hổ báo giết ông ấy. Chu Nhược Mai rầu rĩ nói. Nghe tới đây, Chu Hòa lại bị sốc một lần nữa, không ngờ chuyện này có liên quan đến Trương Minh Chí kẻ máu mặt nhất thành phố và cả băng đảng xã hội đen. Trương gia ở quốc Hòa này là gia đình mạnh nhất, bề thế nhất, một tay chúng cũng có thể che kín trời. Lại thêm sự hợp sức của băng hổ báo nổi tiếng giết người không gớm tay. Dù biết bọn chúng đã giết chết Dương Văn Đoàn, nhưng việc bắt chúng chịu tội trước pháp luật dường như là không thể. Nửa đêm nửa hôm, ông ấy còn đến chỗ này làm cái gì cơ chứ? Chu Hòa vò đầu căng thẳng hỏi. Lý do ư, bố hỏi mẹ ấy. Chu Nhược Mai cay đắng nói. Cô không muốn phải nhìn nhận mẹ mình như một người phụ nữ xấu xa. Chuyện gì đã xảy ra hả? Tại sao ông ấy phải ra ngoài lúc nửa đêm? Chu Hòa đã phần nào hiểu được vấn đề nhưng vẫn muốn hỏi vợ cho rõ. Thì đúng là, tôi đã đuổi ông ta ra ngoài. Đến nước này Tô Ánh Tuyết chỉ còn cách thừa nhận. Chát, Chu Hòa giận dữ tát mạnh vào mặt Tô Ánh Tuyết. Dù trước giờ ông vẫn luôn là kẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng trong lúc này, cuối cùng sự giận dữ trong lòng ông cũng không kìm lại được và hét lên với Tô Ánh Tuyết, tất cả những gì chúng ta đang có đều là nhờ Lê Uy Long. Tại sao bà lại dám đuổi cha nuôi cậu ấy đi? Bà có quyền gì cơ chứ? Cái tát của Chu Hòa khiến Tô Ánh Tuyết hoàn toàn choáng váng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn bà bị chồng đánh. Ông giỏi lắm Chu Hòa, hôm nay ông còn dám đánh tôi cơ đấy. Ông muốn ngủ trên sàn có phải không? Tô Ánh Tuyết cũng bắt đầu giận dữ và lớn giọng hét lên. Chát, Chu Hòa lại tát tiếp vào bên má còn lại của bà ta, rồi hét lớn, nếu không phải vì bà đuổi ông ấy đi, ông ấu đã không bị bọn chúng đánh đến chết như thế này rồi. Bà hãy còn chưa biết tội mình sao? Khi Uy Long trở về, bà định giải thích với nó thế nào hả? Bị chồng tát hai lần liên tiếp, Tô Ánh Tuyết hoàn toàn nổi khùng. Bà ta tiến lại gần ông và giơ tay cào cấu ông lia lịa. Tôi đuổi ông ta ra ngoài vì tôi thấy ông ta chướng mắt thôi. Bây giờ dù gì ông ta cũng đã chết rồi, ông chỉ biết đổ lỗi cho tôi thôi, ông có còn là đàn ông không? Nếu giỏi thì ông tự đi tìm Trương gia hay bọn xã hội đen kia mà trả thù đi. Chỉ biết bắt nạt vợ mình, ông đúng là đồ đê tiện. Tô Ánh Tuyết hét lên tuyệt vọng. Chính bà ta bây giờ cũng đang rất sợ hãi. Đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Con gọi mọi người đến đây không phải là để cãi nhau. Chu Nhược Mai hét lớn, cô đã rất đau lòng khi chứng kiến cái chết của ông Dương, bây giờ cô không muốn phải lắng nghe cuộc cãi vã nào nữa. Tô Ánh Tuyết và Chu Hòa nghe con gái nói vậy thì cũng dừng lại ngay. Dĩ nhiên, hai người họ hoàn toàn có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đặc biệt là Tô Ánh Tuyết. Sau này Uy Long nó trở về. Hai người đừng nói với nó là tôi đã đuổi cha nuôi nó ra khỏi biệt thự. Nếu không, cậu ta chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Tô Ánh Tuyết run rẩy nói. Một lúc sau, xe cứu thương đến cùng với một đội cảnh sát. Lâm Khánh Hoa sau khi gọi điện cho cảnh sát tới hiện trường thì không dám quay lại nữa. Rốt cuộc, cô cũng chỉ là một học sinh cuối cấp, khó khăn lắm mới trốn thoát được, cô hoàn toàn không muốn trở lại nơi đáng sợ đó. Cuối cùng, những người bên pháp y và cảnh vệ đã tới. Họ lập tức yêu cầu giữ nguyên hiện trường. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận rằng Dương Văn Đoàn thực sự đã chết và không có cách nào cứu sống được. Hy vọng cuối cùng của Chu Nhược Mai đã tan vỡ theo lời vị bác sĩ. Nhìn đôi mắt cứ mở trừng trừng của ông Dương, cô đau lòng khôn xiết, rồi tay cô nhẹ nhàng vuốt xuống cho đôi mắt ấy nhắm lại. Tuy nhiên, sau khi Nhược Mai đã vuốt mắt cho ông, đôi mắt của Dương Văn Đoàn vẫn mở trừng trừng. Điều này khiến Tô Ánh Tuyết run lên khiếp sợ. Không nói nên lời. Chu Nhược Mai hiểu rằng ông đã chết một cách oan ức mà không thể nhắm mắt nổi. Trong lòng cô vừa đau đớn,
vừa vô cùng căm phẫn những kẻ độc ác đã xuống tay với ông. Sau khi những viên cảnh sát xử lý hiện trường ổn thỏa, họ yêu cầu xe cứu thương đưa xác của Dương Văn Đoàn và những tên côn đồ chết ở đó trở về điều tra. Chu Nhược Mai cũng được đưa đến trụ sở cảnh sát để thẩm vấn. Tại đây, cô cẩn thận trình báo lại toàn bộ sự việc một cách chân thực nhất có thể và hy vọng họ có thể trả lại công bằng cho bố chồng mình. Ủy ban bảo vệ pháp luật nói rằng họ sẽ tìm ra sự thật và đưa ra kết luận sau, đồng thời yêu cầu Chu Nhược Mai trở về nhà chờ đợi kết quả. Hai ngày sau, kết quả điều tra được đưa ra. Kết quả cuộc điều tra của Cục Cảnh sát đưa ra là Dương Văn Đoàn đã cãi nhau với những người thuộc bang Hổ Báo, sau đó hai bên mâu thuẫn và nhanh chóng trở thành một cuộc chiến. Trong khi giết chết nhiều người, ông cũng đã bị giết. Kết quả này khiến Chu Nhược Mai không thể nào chấp nhận được, nhưng cô cũng ngầm đoán được rằng đó là do thế lực của Trương gia thao túng. Cô ấy thực sự không thể chống lại Trương gia máu mặt ấy được. Nhưng tận sâu trong lòng, cô vẫn chờ đợi cơ hội để trả thù. Nhược Mai đã rất muốn nói cho Lê Uy Long biết chuyện này, nhưng nhớ lại những lời dặn dò của ông Dương trước khi chết, cô không dám nói ra điều đó mà chỉ có thể âm thầm chịu đựng và chờ đợi đến khi anh quay trở về. Trong khi đó, phía cảnh sát điều tra đã niêm phong toàn bộ tin tức, ngoại trừ gia đình Chu Nhược Mai, không một ai trong thành phố Quốc Hòa được biết về nó. Sau khi xác của Dương Văn Đoàn được hỏa táng, Chu Nhược Mai đã chôn cất ông tại Nghĩa Trang Linh Sơn. Tang lễ của Dương Văn Đoàn rất đơn giản và vắng vẻ, chỉ có Chu Nhược Mai, vợ chồng Chu Hòa và Tô Ánh Tuyết, cùng với Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng tới nói lời từ biệt. Tường Ninh và Tú Hằng đã lắng nghe Chu Nhược Mai kể lại mọi chuyện trước hôm tổ chức tang lễ. Không ai ngờ rằng Dương Văn Đoàn, một người đã từng nhận được sự chào mừng và vinh danh của tất cả những sĩ quan tại khách sạn Thiên Long ngày trước, giờ lại phải chết vì lòng can đảm và chính trực của mình. Thậm chí đám tang của ông cũng quá vắng vẻ và ảm đạm, không ai biết được. Ngô Tường Ninh biết rằng Lê Uy Long không phải là một nhân vật đơn giản và đề nghị Chu Nhược Mai nói với anh về cái chết bi thảm của ông Dương, đòi lại công bằng cho ông ấy. Nhưng Chu Nhược Mai vẫn tuyệt đối nghe lời dặn của Dương Văn Đoàn trước khi chết và không hé răng nửa lời với Lê Uy Long. Đến nửa chừng đám tang, Lâm Khánh Hoa, người được Dương Văn Đoàn cứu sống, đã đến viếng cùng với cha mẹ. Lâm Khánh Hoa hiểu rằng ông Dương đã chết vì cứu cô. Điều này làm cô day dứt khôn nguôi và đã khóc trước bia mộ của ông rất lâu. Cha mẹ cô vô cùng biết ơn gia đình Chu Nhược Mai và bày tỏ sự thương tiếc cho cái chết của ông Dương. Cả Lâm Khánh Hoa và bố mẹ cô đều biết rằng Dương Văn Đoàn là một anh hùng sẵn sàng hy sinh cho lẽ phải, nhưng Trương gia và băng hổ báo quá mạnh, còn gia đình họ chỉ là một gia đình bình thường, thấp cổ bé họng. Họ không thể gây sự với chúng, và không thể trả thù giúp cho gia đình Chu Nhược Mai. Chương 50 lời hứa còn dang dở. Hơn nửa tháng sau, tại biên giới phía Tây. Ánh trăng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện trên nền trời bao la và gió đêm thổi mạnh trên vùng đất khắc nghiệt. Lê Uy Long cầm ống kính trong tay và lặng lẽ đứng quan sát trong màn đêm mênh mông. Đằng sau anh ta, có hàng trăm ngàn binh lính với cơ thể và áo quần nhuốm đầy máu đang sẵn sàng đợi lệnh. Trước mặt anh là hàng núi xác chết vô tận của kẻ thù xếp dài dưới ánh trăng. Trong trường hợp này, không hề cường điệu một chút nào khi nói rằng có tới hàng triệu xác chết nằm la liệt trên những dòng sông máu. Sau hơn nửa tháng triển khai chiến lược, điều động quân đội, Lê Uy Long đã phát động cuộc tổng tấn công vào một buổi sáng sớm. Sau nhiều giờ chiến đấu, tất cả kẻ thù bên quân địch đều đã bị xóa sổ ngay tại nơi chúng vừa dám đặt chân. Cả đội quân tinh nhuệ của địch đã bị chúng ta xóa sổ. Sau trận chiến này, uy thế của Long Thần Chiến chắc chắn sẽ càng khiến kẻ thù sợ hãi hơn. Chỉ cần ngài xuất hiện, còn kẻ nào dám ra tay nữa chứ? Sĩ quan Lưu Bảo Kim nhìn Lê Uy Long và nói một cách hào hứng. Lê Soái thực sự giống như một vị thần đối với binh lính. Trận chiến này đã nâng tầm vị thế của nước ta lên nhiều lần. Từ giờ chỉ cần nhắc tới tên của Lê Soái, cả thế giới hẳn đều phải run sợ. Thiên Thành nhìn vào hàng đống xác chết la liệt của kẻ thù và nói đầy xúc động. Đúng vậy, trong chiến dịch này, quân đội của chúng ta đã quét sạch kẻ thù chỉ với một vài thương vong. Nhuệ khí của kẻ thù đã suy giảm hoàn toàn, trận chiến này có thể giữ cho khu vực biên giới được yên ổn trong vòng ít nhất 3 năm. Lần này Lê Soái thực sự đã lập công lớn rồi. Đây không phải là công sức của một mình tôi, mà là kết quả của việc tất cả các tướng sĩ trong quân đội đều chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối và chiến đấu hết sức dũng cảm. Tất cả mọi người đều xứng đáng được khen thưởng vì công lao của họ chứ không riêng gì tôi. Đối với những người lính chết trong trận chiến,
chúng ta nên tổ chức tang lễ thật long trọng và lo liệu cho gia đình của họ. Lê Uy Long ôn tồn nói. Phải, Lê Soái nói rất hay. Giang Trấn Vũ, Lưu Bảo Kim và Thiên Thành đồng thanh nói. Ngày hôm sau, tin tức báo cáo về chiến thắng vĩ đại ở phía Tây đã lan rộng đến mọi thành phố và vùng quê của đất nước. Người dân cả nước đều thoải mái mở tiệc ăn mừng, gieo hò phấn khích. Người đứng đầu của Lang Quốc biết rằng Lê Uy Long đã quay trở lại quân đội và trực tiếp chỉ huy trận chiến ở biên giới phía Tây. Chiến thắng đêm qua chính là lời chào hùng hồn của Lê Uy Long. Vì vậy, ông ta sợ hãi vô cùng và nhanh chóng gửi bức điện công bố lui quân, kết thúc chiến tranh và trả lại hòa bình. Trong trận chiến này, Lang Quốc đã mất hàng trăm ngàn binh lính và khí giới, bên cạnh đó chúng cũng phải bồi thường thiệt hại cho phía Lê Uy Long. Đại tướng biết được tin này và ngay lập tức chấp thuận cho Lê Uy Long ký thỏa thuận đình chiến với Lang Quốc. Vào ngày hôm sau, đại tướng đã đích thân đến biên giới phía Tây để chúc mừng tất cả những binh sĩ và thưởng cho họ. Lê Uy Long, Giang Trấn Vũ, Lưu Bảo Kim, Thiên Thành và các vị chỉ huy khác đều được khen thưởng. Đại tướng đã trao tặng cho Lê Uy Long một chiếc áo choàng đỏ có thuê hình hổ văn. Chỉ cần mặc chiếc áo choàng này thì dù gặp bất cứ ai, từ những người chức cao trọng vọng đến những kẻ tham lam hoặc xấu xa, anh đều có thể tùy ý xử lý. Lúc này, Lê Uy Long chợt nghĩ về người cha nuôi của mình, ông Dương Văn Đoàn, đã nói rằng sau khi anh có thể chiến thắng và công thành danh toại, ông muốn hai cha con được hội ngộ. Bởi vậy, dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lê Uy Long vẫn quyết định từ chức, thưa đại tướng. Hiện giờ mối nguy hại ở phía Tây đã được giải quyết ổn thỏa, ngài có thể cho phép tôi được từ chức và trở về quê nhà ở Quốc Hòa hay không? Chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại có ý định đó? Cậu biết quân đội nước ta không thể hùng mạnh nếu thiếu cậu mà, đại tướng ngạc nhiên nói. Trận chiến này đã gây ra không ít tổn hại cho Lang Quốc. Tôi tin là chúng sẽ không dám động thủ trong một thời gian dài sắp tới, nên xin ngài đừng quá lo lắng. Lê Uy Long điềm đạm nói. Trước đây đại tướng cũng đã nhiều lần muốn giữ chân anh lại, nhưng Lê Uy Long là một người rất kiên định và khó suy chuyển. Sau khi thuyết phục hết lời mà không có kết quả và suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, đại tướng chỉ có thể chấp thuận cho Lê Uy Long được trở lại thành phố Quốc Hòa trong một khoảng thời gian nhưng không đồng ý với việc từ chức của anh. Trước đây, ông đã buộc Lê Uy Long phải đến phía Tây ứng chiến ngay trong đêm tân hôn, điều này đã khiến ông vô cùng áy náy. Vì vậy, mặc dù đồng ý cho Lê Uy Long trở về quê nhà lần này, đại tướng vẫn yêu cầu tất cả các quyền lợi và vị trí của anh phải được giữ nguyên. Lê Uy Long vẫn sẽ là một tổng tư lệnh và một long thần chiến bất bại của quân đội Đại Long. Đồng thời, đại tướng cũng yêu cầu Thiên Thành đi cùng Lê Uy Long trở về thành phố Quốc Hòa để âm thầm bảo vệ anh và tránh mọi nguy cơ tai nạn. Lê Uy Long cũng hứa với đại tướng là nếu chiến tranh vẫn còn tiếp diễn, anh sẽ ngay lập tức trở lại đơn vị. Biết Lê Uy Long có ý định rời đi, tất cả những người lính có mặt ở đó đều cố gắng giữ chân anh. Lê Soái, quân đội sao có thể thiếu anh chứ? Lưu Bảo Kim nài nỉ. Không cần nói thêm về việc này nữa, bây giờ kẻ thù đã rút lui, nơi này chỉ cần có những binh sĩ tháo vát như Lưu sĩ quan đây là có thể an tâm rồi. Lê Uy Long cười nói. Trời ơi Soái tướng, tôi chỉ lo là một khi anh rời đi, không chỉ Lang Quốc mà sẽ có nhiều kẻ thù khác lợi dụng cơ hội đánh úp chúng ta. Trung úy Giang Trấn Vũ lo lắng nói. Tôi xin hứa, nếu có bất kỳ kẻ nào dám xâm lược nước ta, tôi sẽ lập tức trở lại. Tôi chỉ mới cưới vợ cách đây không lâu, không thể cứ bỏ mặc cô ấy mãi được, sau này tôi nhất định sẽ quay lại nên mọi người hãy an tâm. Không cần phải tha thiết như vậy đâu, Lê Uy Long nói. Nghe vậy, mọi người đều hiểu ra vấn đề và ngừng chèo kéo Lê Uy Long. Một người vừa kết hôn, thậm chí còn chưa thể cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật, tất nhiên họ không nỡ chia cách. Ba ngày sau, tại thành phố Quốc Hòa, một chiếc xe Jeep từ từ lái xe về phía trung tâm thành phố. Chỉ có hai người trong xe, cả hai đều có vẻ thoải mái trong bộ thường phục. Không một ai biết được người ngồi trong xe kia chính là Tổng Tư lệnh vừa chỉ huy trận chiến ở phía Tây toàn thắng, đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù. Thiên Thành, người phụ trách lái xe, được lệnh phải bảo vệ tuyệt đối cho Lê Uy Long. Anh Thiên, chị dâu và chú Dương hẳn sẽ rất vui khi gặp lại anh đấy. Thiên Thành cười nói. Trong thành phố, Lê Uy Long vẫn tiếp tục yêu cầu Thiên Thành gọi anh sao cho thân thiết, không nên quá phô trương thanh thế. Lê Uy Long hoàn toàn không muốn lại gây ra thêm sóng gió nào ở Quốc Hòa này nữa nếu chẳng may mọi người biết danh tính thật của anh. Lúc này, tại quê nhà, anh chỉ muốn làm một người bình thường, một người con, người chồng giản dị. Chương 51 hội ngộ.
Lệ Uy Long không muốn nhìn thấy những khuôn mặt thấy sang bắt quàng làm họ hay những thái độ xu nịnh đáng ghê tởm, anh chỉ muốn nhanh chóng quay trở lại đoàn tụ với gia đình mình. Cha, chị dâu của cậu có buồn hay không thì tôi không chắc, nhưng tôi biết chắc rằng khi bố tôi trông thấy tôi trở về một cách hiên ngang, thắng lợi, ông ấy sẽ rất hạnh phúc. Trước khi tôi đi, ông ấy còn nói hai cha con sẽ cùng uống tiệc rượu nếu tôi có thể chiến thắng trở về. Tôi sẽ không để ông ấy phải thất vọng, Lệ Uy Long nói. Thoáng chốc, Lệ Uy Long tưởng tượng ra khuôn mặt người cha nuôi khi thấy anh chiến thắng quay về bên ông mà không thể không mỉm cười. Tuyệt, vậy tối nay cả tôi cũng sẽ uống với chú ấy đến khi say mềm mới thôi. Thiên Thành vui vẻ nói. Khi Thiên Thành lái chiếc xe của họ đến gần biệt thự trên đồi mây, Lệ Uy Long đột nhiên thấy 8 người đàn ông mặc đồ đen đang vây quanh một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp. Anh liếc nhìn qua và kinh ngạc nhận ra người phụ nữ này chính là vợ mình, Chu Nhược Mai. Những kẻ mặc đồ đen kia đang muốn làm gì với vợ anh? Dừng xe mau, nhưng đừng vội xuống xe, tôi muốn nghe xem bọn chúng nói gì. Lệ Uy Long nhắc nhở Thiên Thành. Vâng, Thiên Thành dừng xe ngay lập tức, anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy đám đàn ông đang vây quanh vợ của Lệ Uy Long. Lúc này, một trong số những người đàn ông đó người tên Trương Minh Phú nói, cô Chu, cậu chủ Trương của chúng tôi muốn mời cô tham dự bữa tiệc mừng thọ của bà Trương với tư cách là bạn gái của cậu ấy, cô sẽ nể mặt mà đến chứ? Tôi không đi, các người đã giết bố tôi thà chết cũng không làm bạn gái của anh ta. Giết người thân của tôi rồi bây giờ lại muốn ép tôi làm bạn gái của mình. Đúng là trơ trẽn, độc ác, vô pháp vô thiên. Chu Nhược Mai càng nói càng tức giận. Cô không ngờ rằng Trương Minh Chí kia lại mặt dày đến mức đã giết chết bố chồng cô mà giờ lại còn muốn cô làm bạn gái cho hắn. Nực cười. Cô Chu, tôi khuyên cô hãy biết điều một chút đi. Được cậu Trương nhìn chúng, ấy là phước ba đời của cô đấy. Đừng có làm ra vẻ thanh cao. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à. Trương Minh Phú đột nhiên lạnh lùng nói. Mấy người muốn làm gì? Chu Nhược Mai đã cảm nhận được tình hình này không tốt chút nào. Hôm nay dù thế nào thì cô cũng phải đi với bọn này. Trương Minh Phú cau mày nói gằn giọng trông rất đáng sợ. Hắn ta vừa dứt lời, những người đàn ông xung quanh đã nhanh chóng ập đến khống chế Chu Nhược Mai và buộc cô phải đi theo. Để tôi yên, tôi đã có chồng, dù có chết tôi cũng không thèm làm bạn gái của tên khốn Trương Minh Chí đó. Chu Nhược Mai hét lên. Đừng có nói vơ vẩn, ai cũng biết thằng chồng vô dụng của cô đã đến phía Tây tham chiến, có khi giờ này hắn đã chết quách ở đó rồi. Cô còn tiếc cái gì? Cậu chủ Trương không hề bận tâm đến việc cô đã kết hôn, cô nên biết điều đi. Trương Minh Phú nói. Buông ra, để tôi đi, chấm, cứu tôi với. Chu Nhược Mai bắt đầu la hét. Thiên Thành ngồi trong xe chứng kiến cảnh này liền nổi giận đùng đùng. Những tên khốn này dám bảo Lê Soái đã chết quách trên chiến trường. Đúng là xuất khẩu cuồng ngôn. Anh Thiên, lũ khốn này dám bắt nạt chị dâu. Đúng là đang tự tìm cái chết. Hãy để em ra tay xử lý chúng. Thiên Thành dường như đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Không, tôi sẽ tự làm điều đó. Lệ Uy Long cũng giận dữ nói. Vừa trở về từ tiền tuyến đã thấy vợ mình bị cợt nhả giữ ban ngày ban mặt. Làm sao anh không giận cho được? Anh Thiên, chỉ vài thằng tép siêu tầm thường như vậy, anh không cần phải bẩn tay, cứ để em xử lý cho. Thiên Thành lại nói. Người bị bắt nạt ngoài đó là vợ tôi. Sao tôi lại không thể tự mình xử lý bọn chúng chứ? Lệ Uy Long nói một cách giận dữ và nhanh chóng mở cửa xe bước xuống với sát khí bừng bừng. Thiên Thành không thể ngồi yên nhìn nên cũng lập tức ra khỏi xe. Ngay khi Chu Nhược Mai sắp sửa bị đẩy vào trong xe của đám người áo đen kia, một giọng nói giận dữ như sấm sét gào lên phía sau bọn chúng, dừng lại. Nghe tiếng hét, tất cả những người có mặt đều ngạc nhiên và dường như có chút sợ hãi. Bọn chúng quay lại và thấy một người đàn ông cao lớn đang bước tới vun vút từ phía sau, mang theo một luồng sát khí nặng nề, mạnh đến nỗi khiến ai nấy đều ngộp thở. Đằng sau anh ta, một người đàn ông giận dữ khác cũng đang bước theo sau. Chu Nhược Mai tròn mắt kinh ngạc khi thấy người đang đi đến chính là Lệ Uy Long, và đằng sau không ai khác là Thiên Thành. Tên nào đây, hãy biết điều mà cút xéo đi, đừng có phá hỏng chuyện tốt của cậu chủ Trương, nếu không thì đừng có trách, Trương Minh Phú nói lớn và vênh mặt lên, hắn ta không biết Lệ Uy Long. Tôi chính là chồng của cô ấy, Lệ Uy Long. Lệ Uy Long lạnh lùng nói. Lệ Uy Long, Trương Minh Phú đột nhiên sững người khi thấy một người đàn ông lạ mặt lại tự xưng là chồng của Chu Nhược Mai. Lệ Uy Long nổi tiếng là kẻ yếu đuối vô dụng, làm gì có khí chất này. Phải, Lệ Uy Long nói. Trời ơi,
xem kìa, vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện, tao chỉ vừa mới nói mày có thể đã chết mất xác ngoài chiến trường. Không ngờ mới đó mày đã đến nhanh như vậy, tuy nhiên, mày có quay lại kịp lúc thì cũng vô dụng thôi. Thiếu gia nhà tao đã nhìn trúng vợ mày, mày biết rồi đấy. Chỉ cần ngoan ngoãn dâng vợ mày cho cậu chủ Trương, nếu không. Trương Minh Phú chưa kịp nói xong thì Lệ Uy Long đã vụt chạy lên phía trước và... Bốp, bốp, binh. Lệ Uy Long đã tung ra 8 cú đấm liên tiếp với tốc độ siêu nhanh không thể thấy kịp bằng mắt thường và mỗi cú đấm đánh thẳng vào 8 người đàn ông đang đứng ở đó. Hự! Những tiếng hét đau đớn vang lên, cả 8 người đàn ông mặc đồ đen ngòm ngã lăn ra đất, răng bay tứ tung khắp nơi. Bọn chúng còn chưa kịp nhìn thấy Lệ Uy Long ra tay như thế nào thì đã ngã nhào xuống đất. Nhược Mai, anh đã đến muộn, chắc em ngạc nhiên lắm hả? Lệ Uy Long ân cần nói với Chu Nhược Mai, người vẫn đang chân chân nhìn anh và chết lặng. Tại sao bây giờ anh mới quay trở lại? Quá muộn, mọi thứ đã muộn rồi. Chu Nhược Mai cuối cùng cũng nói một cách u sầu. Lệ Uy Long ngạc nhiên mất một lúc, anh không hiểu tại sao Chu Nhược Mai lại nói như vậy, và thái độ của cô ấy sao lại có vẻ tuyệt vọng đến thế. Chị dâu đừng giận, anh Thiên vừa mới trở về, có gì cứ từ từ nói. Thiên Thành cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng nên đã đứng ra làm người hòa giải. Nhược Mai, có chuyện gì đã xảy ra à? Lệ Uy Long thấy có gì đó không ổn trong mắt Chu Nhược Mai nên lo lắng hỏi. Em không thể nói với anh lúc này, anh sẽ biết khi trở về nhà. Chu Nhược Mai buồn bã nói. Được rồi, vậy chúng ta hãy về nhà rồi nói chuyện. Lệ Uy Long bắt đầu thấy ruột gan sôi cả lên, có linh cảm không lành, nên nóng lòng quay về nhà. Anh Thiên, vậy những người này anh định giải quyết thế nào? Thiên Thành hỏi. Đuổi chúng đi, lúc này Lệ Uy Long đã không còn tâm trạng để quan tâm đến mấy người đó. Nghe gì chưa? Nếu tụi mày dám động tới chị dâu tao một lần nữa thì không chỉ dụng mấy cái răng thôi đâu. Thiên Thành trừng mắt nhìn những kẻ đang nằm sóng xoài trên mặt đất và hét lớn. Được tha mạng, bọn họ vội vã leo lên xe rồi nhanh chóng bỏ chạy mất dạng. Lệ Uy Long, Thiên Thành và Chu Nhược Mai cũng mau chóng quay về biệt thự. Vừa về đến nhà, Lệ Uy Long thấy Tô Ánh Tuyết đang thư thái ngồi trong phòng khách xem TV. Mẹ ơi, con về rồi. Lệ Uy Long vẫn lịch sự chào. Tô Ánh Tuyết giật mình kinh ngạc khi thấy Lệ Uy Long trở về quá đột ngột. Bà ta lắp bắp hỏi, không phải cậu đến phía Tây để chiến đấu sao? Sao lại trở về nhanh thế? Tô Ánh Tuyết là người liên quan trực tiếp đến cái chết của Dương Văn Đoàn, cha nuôi Lệ Uy Long. Vậy nên, nhiều khi bà thậm chí còn hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại. Hiện giờ trận chiến phía Tây đã kết thúc, vì vậy dĩ nhiên con sẽ được về nhà rồi. Lệ Uy Long nói. Lúc này, anh mới nhận ra là không thấy ông Dương ở nhà, vì vậy anh hỏi còn bố con. Bố con đâu rồi hả mẹ? Cha của con, ông ấy đã trở về nhà ở quê rồi. Tô Ánh Tuyết nói trong hoảng loạn. Bà ta thực sự không dám cho Lệ Uy Long biết cha mình đã bị đánh đến chết. Bà không dám tưởng tượng rằng Lệ Uy Long có thể làm ra những chuyện khủng khiếp gì nếu biết sự thật này. Nhưng tại sao ông ấy lại trở về quê? Lệ Uy Long ngạc nhiên hỏi lại. Thì, ông ấy nói không quen với cuộc sống xa hoa ở đây, chỉ muốn trở về khu nhà quê dân dã. Vậy nên, Tô Ánh Tuyết vừa nói vừa run bần bật. Chương 52 Sự thật phũ phàng. Lệ Uy Long cảm thấy những lời Tô Ánh Tuyết nói cũng có vài phần hợp lý nên tin vào điều đó. Thiên Thành, vậy cậu hãy cùng tôi đến nhà của bố tôi ở khu ngoại ô đi. Tôi sẽ đưa ông ấy trở lại đây. Lệ Uy Long nói. Vâng, Thiên Thành nói. Cái gì, con định quay lại đó đón ông ấy sao? Tô Ánh Tuyết đột nhiên trở nên hoảng loạn. Vâng, con đã hẹn với ông ấy trước khi đi là khi con chiến thắng trở về, hai cha con sẽ cùng nhau uống rượu. Bây giờ con thực sự đã trở về chiến thắng rồi, tất nhiên phải cùng ông ấy ăn mừng một phen. Lệ Uy Long tươi cười nói. Đừng, con đừng đi. Tô Ánh Tuyết ngày càng trở nên bối rối hơn. Lệ Uy Long cảm thấy thái độ của Tô Ánh Tuyết có vẻ kỳ lạ, anh đột nhiên có linh cảm không lành, liền hỏi gấp sao thế mẹ? Có chuyện gì đã xảy ra mà con không biết à? Tô Ánh Tuyết lúc này đã hoàn toàn cứng họng và không dám trả lời câu hỏi của Lệ Uy Long nên chỉ đành im lặng. Cuối cùng, Lệ Uy Long đành phải hỏi Chu Nhược Mai cho rõ ràng, Nhược Mai, hãy nói cho anh biết sự thật, rốt cuộc bố anh làm sao? Có chuyện gì đã xảy ra với ông ấy có phải không? Chu Nhược Mai biết chuyện này không thể che giấu mãi được, bèn nói một cách buồn bã, ông ấy đã bị đánh đến chết, cách đây không lâu. Choang,
ly nước lạnh trên tay Lê Uy Long bất ngờ rơi mạnh xuống đất vỡ tan tành. Tin này giống như một tiếng sét đánh ngang tai Lê Uy Long ngay giữa ngày nắng chói, khiến toàn bộ đầu óc anh trở nên choáng váng. Thiên Thành cũng bị sốc nặng, anh không thể ngờ rằng một người như ông Dương lại có thể bị đánh đến chết. Cái gì, bố anh, ông ấy đã bị đánh đến chết. Lê Uy Long không thể tin vào tai mình, hy vọng rằng đã nghe nhầm. Phải, ông ấy, trong một sự cố đã bị một nhóm xã hội đen đánh đến chết. Chu Nhược Mai nghẹn ngào khóc nức nở. Chính cô cũng không cảm thấy dễ dàng gì khi nói với anh những lời này. Thiên Thành nghe tin Dương Văn Đoàn bị đánh đến chết, từ đau lòng, khuôn mặt anh ta trở nên cực kỳ tức giận. Sự cố. OCCC, Lê Uy Long nói tới đây và đột nhiên thổ huyết. Một ngụm máu phun ra từ miệng anh. Thiên Thành đã sốc khi thấy chuyện này. Chu Nhược Mai cũng không ngờ Lê Uy Long lại tức giận đến mức nôn ra máu ngay tại chỗ. Hoài, anh Thiên, đừng quá đau lòng. Thiên Thành buồn bã nắm vai Lê Uy Long an ủi mặc dù cũng lo lắng vô cùng. Thiên Thành là người đã đi theo Lê Uy Long trong nhiều năm. Trong mắt anh, Lê Uy Long là người lúc nào cũng kiên định, cương nghị và vững chãi như núi Thái Sơn. Anh chưa từng thấy Lê Uy Long phải suy sụp như vậy bao giờ. Vậy mà lúc này, khi hay tin cha nuôi Dương Văn Đoàn đã bị giết bởi một nhóm xã hội đen, không chỉ khuôn mặt Lê Soái thay đổi rất nhiều, trở nên cực kỳ nghiêm trọng, mà anh thậm chí còn thổ huyết tại chỗ. Nỗi đau buồn và tuyệt vọng trong lòng Lê Uy Long lúc này thật khó mà đong đếm hết được. Lần này có thể chiến thắng trở về, điều đầu tiên mà Lê Uy Long muốn làm đó là cùng cha mình ăn mừng một bữa thật no say. Nhưng vừa về được đến nhà, anh đã phải nghe tin xấu rằng cha mình đã bị giết. Trái tim của Lê Uy Long đau đớn như bị dao cắt. Dương Văn Đoàn đã nuôi dưỡng, chăm sóc anh từng ấy năm, coi anh như máu mủ ruột thịt của mình. Lê Uy Long vẫn còn chưa kịp trả ơn dưỡng dục của ông. Vậy mà giờ ông đã bị đánh đến chết. Lê Uy Long đã có thể xông pha trận mạc, chiến đấu chống lại hàng ngàn, hàng vạn kẻ thù và bảo vệ hơn 100 triệu sinh mạng của quốc gia, nhưng anh lại không thể bảo vệ cha của mình. Là ai? Ai đã gây ra chuyện này? Ai đã giết ông ấy? Lê Uy Long gầm lên hỏi với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Đối với Lê Uy Long, Dương Văn Đoàn không chỉ là cha nuôi mà còn là một anh hùng. Mặc dù ông bị gãy chân, nhưng trong lòng anh, ông vững chãi như một ngọn núi lớn. Anh chỉ vừa mới đi đến phía Tây để chiến đấu. Vậy mà khi trở lại, đã đột nhiên nghe tin cha nuôi bị đánh đến chết. Làm sao anh không đau lòng cho được? Anh trở về khi đã mã đáo thành công, nhưng gia đình anh đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tâm hồn anh theo đó cũng đã bị mục nát. Dường như không có gì trên thế giới này có thể khiến anh đau lòng hơn nữa. Bây giờ nói cho anh biết ai gây ra chuyện này thì có tác dụng gì, liệu anh có thể trả thù cho ông ấy chứ? Chu Nhược Mai cũng khóc nức nở và nói. Lúc này cô vẫn không biết rằng Lê Uy Long đã là tổng tư lệnh quân đội, là long thần chiến của đất nước với quyền lực vô hạn trong tay. Mau nói cho anh biết, rốt cuộc kẻ nào đứng sau chuyện này. Anh nhất định phải trả thù cho cha. Lê Uy Long gắt lên với Chu Nhược Mai, lúc này anh đã không còn giữ được bình tĩnh. Chính băng đảng Hổ Báo đã giết ông ấy. Sao hả, anh có dám đến chỗ họ để trả thù không? Chu Nhược Mai đau khổ nhìn anh nói trong nước mắt. Cha tôi với Trương Minh Chí hay băng Hổ Báo vốn không hề có thù oán gì. Tại sao họ phải giết ông ấy? Lê Uy Long hỏi, băng Hổ Báo vốn nổi tiếng là giết người không gớm tay, nhưng Lê Uy Long tin rằng cha anh không hề dính dáng gì đến loại người tạp nham đó. Anh muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân trước. Mặc dù băng Hổ Báo là băng đảng lớn nhất và nguy hiểm nhất ở thành phố Quốc Hòa, khiến bất cứ ai nghe tên cũng phải rùng mình, nhưng đối với Lê Uy Long hiện giờ, bọn chúng chỉ là một đám kiến con. Trương Minh Chí chính là người đã ra chỉ thị cho bọn họ làm vậy đấy, hắn ta là người thừa kế của gia tộc giàu có nhất thành phố này. Chu Nhược Mai nói, nhưng tại sao tên khốn khiếp Trương Minh Chí đó lại làm như vậy? Lê Uy Long hỏi lại, anh vốn là người gốc Quốc Hòa. Tất nhiên, anh biết rằng gia đình Trương Minh Chí có thế lực rất lớn, có thể một tay che trời. Nhưng kể cả như thế, không có lý do gì hắn lại mâu thuẫn với cha anh đến mức giết ông ấy. Hai người vốn còn chẳng hề biết đến nhau. Trương Minh Chí là một tên sở khanh thích trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn ta đã chấm ai thì người đó khó lòng thoát được, bất cứ cô gái nào dám chống cự, hắn ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép buộc cô ấy cho bằng được. Vào một đêm hơn nửa tháng trước, bố đi dạo và thấy đàn em của tên họ Trương đó đang cưỡng chế một cô gái tên Lâm Khánh Hoa ở gần công viên Tử Sơn. Cô ấy bị ép lên xe với chúng nên đã kêu cứu. Bố trông thấy cảnh này thì rất bất bình,
nên đã xông ra đánh nhau với bọn chúng để cứu cô gái đó. Chu Nhược Mai từ từ kể lại toàn bộ sự tình, nhưng tuyệt nhiên không dám nói với Lệ Uy Long chuyện ông Dương đã bị mẹ cô đuổi đi nên mới rơi vào tình huống đó. Đêm đó, khi Dương Văn Đoàn giải cứu Lâm Khánh Hoa, Chu Nhược Mai đã không có mặt trực tiếp ở đó. Đây chỉ là những gì sau đó cô được nghe từ Lâm Khánh Hoa. Đàn em của Trương Minh Chí không thể đánh lại bố, nên sau đó hắn ta đã ra lệnh cho băng hổ báo ra tay và bao vây ông ấy. Bọn chúng có vũ khí và quá đông nên bố mới bị yếu thế. Hai bên đánh nhau rất ác liệt, nhưng bố chúng ta tuổi cao sức yếu lại thêm chân phải không lành lặn, không thể nào địch lại bọn chúng được. Vậy nên, lúc đó em vội vã đến hiện trường, thấy Trương Minh Chí đang ngồi yên vị trong xe. Em đoán là hắn ta cùng là đồng bọn với băng hổ báo này. Nên đã chạy ngay đến quỳ xuống và cầu xin anh ta, năn nỉ anh rất lâu. Nhưng hắn nhất quyết không đồng ý. Hắn còn nói chỉ tha cho ông ấy nếu em chịu trở thành người phụ nữ của hắn. Dĩ nhiên là em không đồng ý. Sau đó, cô gái kia đột nhiên thoát được, bố kêu em đưa cô ấy trốn đi trước. Bố đã cố gắng bảo vệ em và cô gái đó để có thể an toàn rời khỏi. Sau khi đưa cô ấy đến nơi an toàn, em nhanh chóng lái xe quay lại. Tuy nhiên, khi em đến nơi, bố đã nằm vật vã ở trong vũng máu lớn, bọn Trương Minh Chí và băng hổ báo thì đã biến mất. Bố có tới hơn 30 vết cắt trên cơ thể, gãy xương ở tay và chân, một vết đâm chí mạng ở bụng và một vết thương nghiêm trọng trên đầu. Sau đó, ông ấy không hề lùi bước khi đối mặt với bọn chúng. Ông đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chu Nhược Mai vừa kể vừa khóc rất nhiều. Là một người con dâu, dĩ nhiên cô cảm thấy áy náy vô cùng. Mặc dù đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến cái chết của ông Dương. Thiên Thành đứng im lặng bên cạnh lắng nghe, và xúc động rơi nước mắt, buồn bã vì cái chết bi thảm của ông Dương. Anh thực sự ngưỡng mộ khí khái anh hùng của ông ấy. Ngay cả khi đã gàn đất xa trời, ông vẫn giữ vững được tinh thần anh hùng bất khuất đó. Còn Lê Uy Long thì đang đắm chìm trong ngọn lửa thù hận, khuôn mặt giận dữ đỏ bừng. Anh không thể tin được là người cha nuôi cứng rắn của mình lại chết một cách thảm thương, cô độc đến thế. Theo mô tả của Chu Nhược Mai, Lệ Uy Long có thể tưởng tượng ra trong đầu cảnh cha mình phải lết một chân phải tàn tật để chiến đấu một mình với những kẻ giết người máu lạnh. Một cựu chiến binh anh dũng đã từng trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt, cuối cùng lại chết trong tay lũ du côn đầu đường xó chợ. Cưỡng đoạt phụ nữ và giết người ở nơi công cộng, chẳng lẽ luật pháp lại dung túng cho bọn chúng sao? Lệ Uy Long kìm nén sự tức giận và hỏi lại. Em đắp kể lại trung thực toàn bộ tình hình với bên cảnh sát và hội đồng thi hành pháp luật, nhưng kết quả của cuộc điều tra được công bố ra là bố và bọn xã hội đen đã đánh nhau mà không có lý do và vô tình giết chết người. Còn kẻ giết người thực sự đã không bị bắt, mọi chuyện bị ém nhẹm hết cả rồi. Chu Nhược Mai nghẹn ngào nói. Nghe tới đây, Lệ Uy Long đã tức giận đến phát điên và không thể tiếp tục kìm nén được nữa. Cha của anh đã phải chết một cách thảm thương trong tay những kẻ hung ác này. Vậy mà bọn sát nhân vẫn đang nhởn nhơ ngoài pháp luật, không một ai đứng ra chịu trách nhiệm. Sự thật đã bị bóp méo hoàn toàn. Lúc đó, tại sao em không hề nói với anh chuyện này? Sao em lại giấu anh? Lệ Uy Long giận dữ hỏi lại. Trước khi chết, bố đã đặc biệt dặn dò em là không được nói với anh chuyện này cho tới khi anh chiến thắng trở về. Ông ấy không muốn anh bị phân tâm. Chu Nhược Mai phân trần. Lệ Uy Long có thể hiểu được ý tốt của cha mình. Ông ấy sợ rằng nếu anh biết điều này, sự đau buồn và tức giận trong lòng có thể sẽ ảnh hưởng lớn khiến anh không thể bình tĩnh chỉ huy trận chiến. Trương gia, băng hổ báo, cục cảnh sát và cục tư pháp, tất cả các người hãy chờ đấy. Lệ Uy Long gầm gừ dữ dội trong lòng. Chương 53 nợ máu phải trả bằng máu. Dương Văn Đoàn không chỉ là cha nuôi của Lệ Uy Long, ông còn là một người anh hùng đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước. Một người đã sống sót sau biết bao mưa bom bão đạn, vậy mà bây giờ ông lại bị giết bởi những kẻ xấu xa. Trong khi luật pháp hoàn toàn dửng dưng trước sự oan ức của ông ấy. Mối thù này, Lệ Uy Long nhất định phải trả lại chúng cho bằng được. Nợ máu phải trả bằng máu. Chỉ có máu của kẻ giết người mới có thể an ủi linh hồn của người đã khuất. Trên đời có hai mối thù nhất định phải thanh toán, mối thù của cha mẹ và mối thù của người vợ. Và đối với Lệ Uy Long, Trương Minh Chí đang nắm giữ cả hai mối thù này. Mặc dù hắn ta chưa thực sự chiếm hữu vợ anh, nhưng hắn ta đã có dã tâm đó và còn lên kế hoạch bắt giữ Chu Nhược Mai. Đúng là loại cầm thú không đáng được sống. Nhưng mối thù giết cha to lớn hơn bội phần. Trương Phong Chí và toàn bộ băng hổ báo đều phải chết để đền tội với cha anh. Em chôn bố ở đâu?
anh muốn gặp ông ấy. Lê Uy Long âu sầu hỏi. Trong nghĩa trang Linh Sơn, Chu Nhược Mai đáp. Tô Ánh Tuyết thấy Chu Nhược Mai đến cuối cùng đã không nói với Lê Uy Long về việc bà đuổi ông Dương ra khỏi nhà mới dẫn đến cái chết của ông ấy, thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thiên Thành, hãy đi điều tra tình hình tối hôm đó. Có camera giám sát an ninh xung quanh công viên Tử Sơn. Trong vòng một giờ, tôi muốn anh thu thập tất cả các đoạn video liên quan đến đêm bố tôi chết. Còn bây giờ, tôi sẽ đến nghĩa trang Linh Sơn. Lê Uy Long nói. Vì tường thuật của Chu Nhược Mai không đủ rõ ràng và chi tiết, Lê Uy Long phải tận mắt xem những video đó để hiểu được hoàn cảnh cụ thể của vấn đề và xem cuối cùng những người đó đã giết ông Dương như thế nào. Vâng, Thiên Thành nói và đi ra ngoài ngay lập tức. Chu Nhược Mai và Tô Ánh Tuyết thấy một trung úy ba sao như Thiên Thành vâng lời Lê Uy Long như vậy thì đã rất ngạc nhiên. Nhược Mai, đưa anh đến nghĩa trang Linh Sơn để gặp bố. Lê Uy Long nói. Được, chúng ta đi thôi. Chu Nhược Mai biết rằng tình cảm cha con giữa Lê Uy Long và Dương Văn Đoàn rất sâu sắc, dĩ nhiên anh sẽ muốn được đến thăm viếng cha mình. Vì vậy, cô đã cùng Lê Uy Long đi ra ngoài. Lúc này, Lê Uy Long quá đau lòng và không có tâm trạng lái xe nữa. Nhược Mai đành đích thân đưa anh đến nghĩa trang Linh Sơn bằng chiếc Lamborghini của mình. Khi họ đến khu nghĩa trang, Chu Nhược Mai đưa Lê Uy Long đến trước mộ của ông Dương. Lê Uy Long đứng tần ngần trước ngôi mộ mới được vun cao, thấy trên bia mộ khắc tên của cha mình Dương Văn Đoàn. Ba từ này giống như ba thanh kiếm đâm sâu vào trái tim của Lê Uy Long. Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn có một nỗi đau bất tận xen lẫn sự uất nghẹn dâng lên trong tâm trí. Lúc này, đột nhiên có một vài chiếc xe tải kinh doanh xông thẳng vào khu nghĩa trang. Sau khi những chiếc xe này dừng lại, một nhóm người tay cầm gậy sắt và mã tấu nhanh chóng lao xuống khỏi xe rồi chạy về hướng Lê Uy Long. Đám đông này chính là những kẻ có liên quan đến vụ mâu thuẫn và cái chết của ông Dương đêm đó, được cầm đầu bởi Lưu Bảo Thục, bang chủ của băng Hổ Báo. Vừa nãy Trương Minh Phú đã không thể bắt được Chu Nhược Mai, lại còn bị Lê Uy Long đánh đập. Hắn ta đã nhanh chóng báo lại sự việc với Trương Minh Chí. Trương Minh Chí dĩ nhiên rất tức giận, kể từ khi gặp Chu Nhược Mai, đệ nhất mỹ nhân quốc hòa bên cạnh công viên Tử Sơn đêm đó, hắn ta đã mắc bệnh tương tư và không còn nghĩ được gì khác ngoài việc muốn chiếm hữu cô. Hôm nay là lễ mừng thọ 70 của bà ngoại Trương gia và bọn họ đang chuẩn bị tiếp đãi khách khứa tại biệt thự nhà họ Trương. Trương Minh Chí thực sự muốn Chu Nhược Mai đến tham dự bữa tiệc này với tư cách là bạn gái của hắn, để hắn có được chút thể diện trước mặt khách. Dù Trương Minh Chí đã ra tay giết cha chồng của Chu Nhược Mai khiến cô căm hận hắn đến tận xương tủy, hắn ta vẫn hy vọng sẽ có được cô bằng cách vừa đấm vừa xoa. Không cần biết phải sử dụng đến thủ đoạn nào, chỉ cần có được Chu Nhược Mai, hắn ta sẽ bất chấp tất cả. Không ai trong số những người phụ nữ mà anh ta ưa thích có thể trốn thoát, ngoại trừ Lâm Khánh Hoa, người được Dương Văn Đoàn cứu thoát tối hôm đó. Vì vậy, Trương Minh Chí ôm hận trong lòng và ngay lập tức gọi Lưu Bảo Thục, chủ bang Hổ Báo, yêu cầu hắn phải đưa Chu Nhược Mai đến Trương gia cho bằng được. Tuy nhiên, Lưu Bảo Thục cảm thấy rằng một vấn đề còn con như vậy không đáng để hắn ta phải tự ra tay, nên đã để Vương Tử Lan, cánh tay trái đắc lực nhất của hắn làm việc đó. Băng Hổ Báo có rất nhiều tai mắt, Vương Tử Lan đã sớm biết rằng Chu Nhược Mai chở Lê Uy Long đến nghĩa trang Linh Sơn này, vì vậy anh ta đã ngay lập tức dẫn một toán đàn em tới đây bắt người. Không ổn rồi, Băng Hổ Báo đã tới đây. Chắc chắn là bọn chúng định bắt chúng ta. Chu Nhược Mai thấy một đám đàn ông đô con với dao và gậy đang lao tới thì trở nên vô cùng sợ hãi. Hừ, đúng là trời giúp ta. Bọn chúng lại dám dẫn xác tới đây. Lê Uy Long vẫn còn đang trong cơn giận dữ, không nơi nào để trút giận, không ngờ kẻ thù lại tự tìm đến trước cửa. Anh đang nói linh tinh gì vậy, chúng ta đâu thể lấy trứng chọi đá. Nhìn xem, bọn chúng đông tới như vậy, lại còn có vũ khí trong tay. Anh chỉ có một mình, làm sao đánh lại chúng được. Chu Nhược Mai lo lắng nói. Yên tâm đi Nhược Mai, em sẽ biết ngay thôi. Lê Uy Long nói một cách bình tĩnh. Trong mắt anh lúc này chỉ ngùn ngụt sát khí, những kẻ này đã dám dẫn xác tới đây thì chắc chắn không có ngày trở về. Anh đừng có dại dột thế, bọn chúng chính là những kẻ đã giết bố đêm hôm đó, tất cả bọn chúng đều rất độc ác, nhất định không tha cho anh đâu, hãy tận dụng thời gian mà chạy trốn với em. Chu Nhược Mai vừa nói, vừa kéo mạnh tay Lê Uy Long, cố gắng lôi anh đi. Nhưng một phụ nữ yếu đuối như cô sao có thể đẩy Lê Uy Long đang ngùn ngụt sát khí kia đi được. Bọn chúng đã tự dẫn xác đến đây, làm sao anh có thể bỏ qua cơ hội này.
Chính chúng đã giết chết cha anh, hôm nay anh phải thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho ông ấy. Lê Uy Long gầm lên giận dữ. Trong khi Lê Uy Long nói, Vương Tử Lan đã đưa từng nhóm đàn em trong bang ra đứng đẩy phía trước, bao vây anh và Chu Nhược Mai. Lúc này, Vương Tử Lan cảm thấy Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đã không còn đường nào để trốn thoát, liền bước ra và nói một cách tự mãn, chạy đi, có giỏi thì chạy xem nào. Nhìn xem chúng mày sẽ chạy đi đâu được. Trong từ điển của tao, chưa bao giờ có từ chạy. Lê Uy Long lạnh lùng nói. Tốt, mà tóm lại, dù mày có muốn cũng chẳng chạy được đâu. Vừa nãy mày đã làm tổn thương cậu chủ Trương, nếu khôn hồn thì quỳ ngay xuống và tự đánh một đòn thật mạnh vào đầu cho tao xem, rồi đích thân gửi vợ mày đến nhà của cậu Trương, tao có thể xem xét mà tha cho cái mạng chó của mày. Vương Tử Lan nói. Đừng có nói bừa, chồng tôi là một người lính, anh ấy vừa mới trở về từ trận chiến ở phía Tây. Nếu anh dám động đến anh ấy, cả anh và người của anh sẽ khó mà toàn thây. Chu Nhược Mai mạnh miệng nói, trong lúc này, sinh mạng là quan trọng nhất, Chu Nhược Mai chỉ đành nói dối để hy vọng Vương Tử Lan sẽ chùn mà tha cho họ. Ha ha ha, thế cơ à, đừng có làm tao mắc cười, loại vô dụng như nó mà cũng đòi đánh nhau với băng hổ báo lừng lẫy à. Thằng khốn này chỉ là con kiến trong mắt tao thôi, không phải cha nó cũng mới bị chúng tao giết sao. Vương Tử Lan khinh bỉ nhìn Lê Uy Long nói, không hề coi anh ra gì. Chu Nhược Mai run lên vì tức giận. Chương 54 nổi trận lôi đình. Cô Chu, nếu cô không muốn thằng chồng vô dụng của mình bị giết, hãy nhanh chóng theo chúng tôi đến Trương gia, cậu chủ Trương đang đợi cô đó. Vương Tử Lan nói. Tôi đã nói rồi, có chết tôi cũng không để anh ta toại nguyện đâu. Mấy người có giỏi thì giết tôi luôn đi. Chu Nhược Mai cương quyết nói. Cô là nữ nhân đẹp nhất quốc hòa. Nếu tôi giết cô thì thật là phí quá. Cô còn là người phụ nữ mà cậu Trương đã nhắm trúng, sao tôi có thể giết cô được? Chính bọn này đã giết chết cái người đang nằm dưới ngôi mộ kia. Nếu cô không muốn chồng mình cũng chết như thế, hãy ngoan ngoãn theo tôi và tôi hứa sẽ để anh ta đi. Hôm nay là lễ mừng thọ 70 của bà Trương. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Cậu Trương đang chờ cô đấy, hãy khôn hồn mà cho cậu ấy chút thể diện đi. Mau đi cùng chúng tôi, Vương Tử Lan nói. Lệ Uy Long biết rằng những người này dù gì cũng sắp chết nên không vội vàng ra tay ngay. Anh muốn nghe những gì bọn chúng nói trước khi chết. Thật không biết xấu hổ, Trương Minh Chí đã giết bố chồng tôi và giờ lại muốn tôi trở thành người phụ nữ của anh ta. Loại người này tại sao vẫn còn tồn tại chứ? Đừng có nói bừa, phải đấy, cậu Trương đúng là đã làm vô vàn những điều tồi tệ nhưng chẳng phải giờ cậu ấy vẫn đang sống tốt đó sao? Ma không biết, quỷ không hay, cậu ấy vẫn cứ sống sung sướng đấy thôi. Cô không phục thì cũng có thể làm gì, Vương Tử Lan cười khẩy và nói. Những gì các người làm, có trời biết, đất biết. Các người dám làm ra những chuyện độc ác trái luân thường đạo lý như vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị quả báo thôi. Chu Nhược Mai tức giận nói. Ha ha, ngay cả cảnh sát hay pháp luật cũng không dám động đến bang hổ báo chúng ta. Nếu thực sự có quả báo, bọn này sẽ chống mắt lên chờ xem. Vương Tử Lan kiêu ngạo nói. Vừa lúc đó, Thiên Thành đi đến khu nghĩa trang Linh Sơn cùng một chiếc xe Jeep. Vương Tử Lan rất bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc xe Jeep chạy qua, hắn vội vã tránh qua một bên để khỏi bị cán trúng. Tốc độ của Thiên Thành khiến Chu Nhược Mai ngạc nhiên vô cùng. Không phải lúc này anh ta còn đang tìm kiếm video giám sát sao? Tại sao anh ta có thể quay lại nhanh như vậy? Thiên Thành vừa ra khỏi xe thì thấy Vương Tử Lan cùng đồng bọn của hắn đang đứng đầy ở đó. Anh ta đã xem hết video về cái chết bi thảm của Dương Văn Đoàn đêm đó, vì vậy anh cũng phần nào biết được rằng Vương Tử Lan và nhóm của anh ta đã tham gia vào vụ giết người này. Lúc này Thiên Thành chỉ muốn giết chúng ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy lăng mộ Dương Văn Đoàn đang ở ngay trước mặt, anh ta hoàn toàn phớt lờ Vương Tử Lan và nhóm của anh ta, chỉ lặng lẽ cúi chào một cách long trọng trước bia mộ của ông Dương. Vương Tử Lan và đàn em hắn ta trông thấy toàn thân Thiên Thành toát ra luồng khí lạnh lẽo u ám. Đột nhiên tất cả phải dùng mình. Bọn chúng không dám manh động trong lúc này và chỉ đứng lặng lẽ quan sát. 3 phút sau, Lệ Uy Long hỏi, cậu đã tìm được video chưa? Tôi tìm được rồi, Thiên Thành nói. Chu Nhược Mai nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Làm thế nào mà Thiên Thành có thể lấy được video giám sát an ninh tối hôm đó? Để che đậy sự thật và phá hủy bằng chứng, những người phía bên cảnh sát và tư pháp hẳn đã phải xóa chúng rồi. Mở lên cho tôi xem luôn đi. Lệ Uy Long nói, anh Thiên, video này, nó thực sự rất tàn nhẫn, rất thảm thương. Anh đừng xem nó,
Thiên Thành rầu rĩ nói. Mở lên cho tôi xem ngay. Lê Uy Long lặp lại với giọng nói đầy giận dữ. Chấm, vâng, Thiên Thành không thể trái lời, đành quay lại chiếc xe Jeep và lấy ra một chiếc máy tính xách tay đem đến cho Lê Uy Long. Chu Nhược Mai lại càng kinh ngạc hơn khi thấy một trung úy ba sao như Thiên Thành lại răm rắp tuân theo mệnh lệnh của Lê Uy Long. Chẳng phải Lê Uy Long nói anh chỉ là một quân nhân bình thường sao, vậy tại sao Thiên Thành lại nể trọng anh ta đến vậy? Lúc này, Thiên Thành bắt đầu mở video về trận chiến đẫm máu giữa ông Dương Văn Đoàn và Băng Hổ Báo, sơ ra trước mặt Lê Uy Long. Xem video, Lê Uy Long nhìn thấy cảnh Dương Văn Đoàn phải lê lết một chân bị tàn tật để một mình chống chọi với cả đám gần 30 tên côn đồ. Anh cũng thấy Chu Nhược Mai phải quỳ xuống và cầu xin Trương Minh Chí. Sau đó, Dương Văn Đoàn đã cố gắng hết sức để bảo vệ Chu Nhược Mai và cô gái tên Lâm Khánh Hoa khỏi nguy hiểm. Ngay sau khi Chu Nhược Mai đi khỏi, Dương Văn Đoàn do tuổi cao sức yếu và chân phải bị tàn tật nên đã hoàn toàn bị áp đảo. Bang Hổ Báo quá đông, lại có vũ khí, Dương Văn Đoàn dần rơi vào thế bị động và nhanh chóng bị chém nhiều nhát dao, lại bị một thanh sắt đập mạnh vào đầu. Sau đó, chân phải của ông bị đông cứng hoàn toàn, không thể di chuyển, không thể tiếp tục chống đỡ, ông phải quỳ trên mặt đất bằng một bên đầu gối và tiếp tục cầm cự trong khi các vết thương rỉ máu không ngừng. Dù ông Dương lúc này đã sức cùng lực kiệt, Trương Minh Chí độc ác không những không để cho ông đi mà còn đánh vào sau lưng ông bằng một cây gậy sắt lớn. Vương Tử Lan, một người của Băng Hổ Báo, cũng dùng dao đâm vào bụng Dương Văn Đoàn. Lưu Bảo Thục, đàn em của Trương Minh Chí, cũng bước tới và đá mạnh vào ngực ông Dương. Một người anh hùng đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, giết chết vô số kẻ thù, cuối cùng đã phải chết không nhắm mắt. Máu cứ tuôn ra không ngừng từ những vết thương trên cơ thể ông, lan ra khắp mặt đất xung quanh. Sau đó, Trương Minh Chí và Bang Hổ Báo cũng đi mất. Lát sau Chu Nhược Mai quay lại tìm ông, trước khi chết, ông Dương đã dặn dò cô không được nói với Lê Uy Long về chuyện này. Ngày biên giới được hòa bình, sự hy sinh của gia đình ta coi như cũng xứng đáng. Dương Văn Đoàn nói lớn, mắt ông mở trừng trừng và thực sự đã chết. Đến những giây phút cuối đời, ông ấy chỉ một lòng hướng về quốc gia đại sự. Chu Nhược Mai đã cố vuốt cho ông nhắm mắt nhưng không thể. Mắt ông cứ mở trừng trừng với nỗi oan khuất chưa được giải. Khi video kết thúc, Lê Uy Long đã nổi trận lôi đình, cơ mặt cao có giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, anh ta dường như sắp nổ tung. Bạc Lê Uy Long tức giận và lập tức đập vỡ chiếc máy tính xách tay chỉ với một cú đấm. Nếu không xem video này, chỉ qua lời kể của Chu Nhược Mai, Lê Uy Long không thể nào tưởng tượng được cha mình đã chết một cách quá sức bi thảm như vậy. Ông đã bị thương nặng, vậy mà Trương Minh Chí lại còn đập đầu ông bằng một thanh sắt bự chảng, Lưu Bảo Thục còn tàn nhẫn đâm dao vào bụng ông, Vương Tử Lan thì đá mạnh chân vào ngực ông. Tại sao bọn chúng có thể máu lạnh vô tình như vậy? Dương Văn Đoàn chỉ là một ông lão già yếu mà thôi. Lê Uy Long đã quá căm phẫn mà không nơi nào để trút giận, chỉ đành ngước mắt lên và nhìn trời. Ahhh, Lê Uy Long gầm lên, âm thanh như rung chuyển cả bầu trời. Ngay lập tức, không gian xung quanh tối sầm lại. Bầu trời đang trong xanh, bỗng từ đâu những đám mây đen kéo đến che kín mặt trời. Vương Tử Lan và Băng Hổ Báo thấy vậy thì vô cùng sợ hãi. Không dê dê Lê Uy Long quá đau khổ và tức giận, anh cứ ôm đầu hét lên không dứt. Tiếng thét giống như một thanh trường kiếm nhọn hoắt xuyên thẳng lên bầu trời. Bầu trời kia dường như bị rách xoạc bởi tiếng thét đau khổ ấy. Ầm, có tiếng sấm rền vang trên nền trời xám xịt và một cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống. Vương Tử Lan bắt đầu cảm thấy choáng váng. Hắn ta vừa mới nói rằng sẽ chống mắt lên chờ xem quả báo đến. Không ngờ lần này sấm sét lại đánh đến đây thật. Vương Tử Lan sợ hãi thử chạm một tay vào đầu mình và nhận ra mình chưa bị sét đánh nên đã bình tĩnh hơn một chút. Có vẻ như lần này vẫn còn may mắn, sau này hắn ta sẽ không bao giờ dám nói bừa như vậy nữa. Người trong Băng Hổ Báo đều sững sờ trước những thay đổi đột ngột của thời tiết do tiếng gầm của Lê Uy Long mang đến. Chỉ với một tiếng hét, anh ta đã làm rung chuyển đất trời và lập tức tạo thành sấm sét, mưa rào ngay giữa một ngày nắng. Đây chẳng lẽ là khả năng gọi gió hô mưa, hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp? Lúc này, ở đằng xa, một ông già làm nhiệm vụ canh gác ngôi mộ trong nghĩa trang bỗng thấy trời đất biến đổi đột ngột, bèn lẩm bẩm tính trên đầu ngón tay, đây lẽ nào là trùng hợp ư? Chẳng lẽ lời tiên đoán đã ứng nghiệm, rằng đất nước này sẽ xuất hiện một người đàn ông xuất sắc, sức mạnh như thanh long bạch hổ, là một vị thần tướng của thế giới. Chẳng lẽ chính là anh chàng trẻ tuổi này ư?
Chu Nhược Mai cũng là lần đầu tiên trong đời được chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ như vậy. Chỉ với hai tiếng thét, Lệ Uy Long đã có thể khiến thế giới xung quanh trở nên khác lạ. Có lẽ sở dĩ Lệ Uy Long được đặt cho cái tên này bởi vì anh thực sự có thể phá vỡ cả bầu trời. Nếu thực sự là như thế, Lệ Uy Long này chắc chắn không phải người bình thường, mà là kỳ nhân trăm năm có một. Và nếu đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì hẳn là ông trời đã hiểu thấu cho cái chết oan ức thảm khốc của Dương Văn Đoàn, quyết trừng trị kẻ thù ác để lấy lại công bằng cho ông Dương. Thiên Thành đã đi theo Lệ Uy Long trong nhiều năm nhưng chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như vậy, nhưng nghe thấy hai tiếng gào thét của Lê Soái, anh ta biết rằng Uy Long đang thực sự tức giận chen lẫn nỗi đau khổ khôn xiết. Chương 55 lời xin lỗi muộn màng cơn mưa máu. Người cha nuôi dũng cảm của anh đã bị giết một cách dã man, trong khi những kẻ giết người vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lệ Uy Long tức giận như vậy cũng là lẽ dĩ nhiên. Thiên Thành im lặng nhìn Lệ Uy Long kêu gào thảm thiết như vậy, anh ngầm đoán rằng thành phố này sắp phải đón nhận một trận cuồng sát đẫm máu. Long thần chiến một khi đã tức giận thì chỉ có Chúa mới biết anh ta sẽ gây ra những chuyện gì, hàng triệu người sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ này, những dòng sông máu lại sắp tuôn trào. Băng hổ báo nhất định sẽ khó lòng toàn mạng, không chỉ bọn họ, tất cả những người có liên quan đến vụ việc này cũng sẽ phải trả giá đắt. Trong cơn mưa gió tầm tã, đôi mắt của Lệ Uy Long như chứa điện, liếc nhìn Vương Tử Lan một cách lạnh lùng và nói, mày chắc chắn phải chết ở đây, tất cả chúng mày. Hôm nay, tao sẽ thay trời hành đạo, giết chúng mày trước mộ bố tao để trả thù cho ông ấy. Lúc này, trong đầu Lệ Uy Long chỉ nung nấu hai chữ trả thù mà không nghĩ được gì khác. Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Vương Tử Lan và đồng bọn của hắn bằng ánh mắt đầy sát khí. Vương Tử Lan và những đàn em của hắn chưa từng thấy ánh mắt đáng sợ như vậy trước đây, cái nhìn lạnh lùng chất chứa nỗi căm hận đến tận xương tủy, kinh hoàng đến mức hắn sợ hãi lùi lại vài bước. Bọn chúng không hề muốn chạy trốn, nhưng chúng hoàn toàn bị sốc bởi lời tuyên chiến đằng đằng sát khí của Lệ Uy Long, giống như một phản xạ của cơ thể, đôi chân không còn nghe lời chúng nữa mà bắt đầu run rẩy. Anh Thiên, em không thể chờ đợi thêm được nữa, hãy cho phép em ra tay lấy cái mạng chó của bọn chúng ngay bây giờ có được không? Thiên Thành cay cú hỏi, chỉ cần Lệ Uy Long ra lệnh, anh ta sẽ ngay lập tức tiêu diệt những tên khốn này. Cậu hãy trông chừng chúng trước, đừng để bất cứ ai chạy thoát. Lệ Uy Long gằn giọng nói. Vẫn chưa ra tay sao? Anh có kế hoạch gì à? Thiên Thành bối rối hỏi. Đừng lo, đợi tôi nói chuyện với bố trước, rồi giết chúng sau cũng chưa muộn. Lệ Uy Long nói. Dứt lời, anh quay người lại và quỳ xuống trước ngôi mộ mới đắp của Dương Văn Đoàn. Vương Tử Lan và đồng bọn của hắn đã cho rằng Lệ Uy Long sẽ ra tay tàn sát ngay lập tức, nhưng không ngờ anh ta lại quỳ xuống đột ngột trước ngôi mộ của ông Dương. Động thái bất ngờ này khiến bọn chúng rất ngạc nhiên và thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Lệ Uy Long này chỉ là một con hổ giấy, hắn chỉ cố to mồm dọa người chứ bản chất yếu đuối vô dụng vẫn không hề thay đổi. Bố ơi, con xin lỗi, con đã về quá muộn. Lệ Uy Long nói và gõ mạnh nắm tay xuống nền đất. Sau đó, anh lại đập đầu xuống đất cái rầm khiến ai nấy đều có cảm giác như trán anh đã bật máu. Con là một thằng bất hiếu, con đã không bảo vệ được bố, không chăm sóc tốt cho bố, sau này con không còn cơ hội trả ơn bố nữa rồi. Thật nhục nhã, thật đáng xấu hổ, con cảm thấy thực sự hổ thẹn trong lòng, con không xứng đáng với sự yêu thương của bố. Lệ Uy Long vừa khóc vừa nói trong căm hờn. Thời gian vừa rồi con đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề mà đi về phía Tây chiến đấu cho quốc gia. Không ngờ con vừa rời khỏi, bố đã bị lũ khốn kia giết hại. Bố ơi, con có một tin vui muốn nói với bố. Trong trận chiến biên giới phía Tây đó, đội quân do con lãnh đạo đã giành được chiến thắng vĩ đại và những kẻ thù đều đã bị xóa sổ trong lãnh thổ nước ta. Lang quốc thậm chí đã sợ hãi đến mức lập tức ký thỏa thuận ngừng chiến, và còn bồi thường tất cả thiệt hại cho bên ta, tình hình phía Tây đã được lo liệu ổn thỏa rồi. Nói tới đây, Lệ Uy Long đột nhiên nhớ lại câu mà ông Dương đã nói trước khi chết trong video. Ngày biên giới phía Tây được hòa bình, sự hy sinh của gia đình ta coi như cũng xứng đáng, thật đáng tiếc vì ông đã không thể chờ đến ngày nghe anh báo tin mừng này. Bây giờ Hải Nhi đã trở lại, con chắc chắn sẽ trả thù cho bố, bắt chúng nợ máu phải trả bằng máu, để an ủi linh hồn bố trên thiên đường. Nếu không có sự dạy dỗ của bố, sẽ không có Lệ Uy Long con ngày hôm nay. Hôm nay nếu con không trả mối thù này, thì con không xứng làm con của người nữa. Mỗi khi Lệ Uy Long nói xong một câu, anh lại cúi dập đầu trước mộ cha nuôi mình.
Thái độ nóng nảy và uất nghẹn của anh khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy run rẩy. Lệ Uy Long, người bị thương đến chảy máu đầm đìa cũng không bao giờ rơi nước mắt, lại không thể kiềm chế cảm xúc vào lúc này. Thiên Thành đã đi theo Lệ Uy Long trong suốt nhiều năm cũng chưa bao giờ thấy anh khóc. Hôm nay là lần đầu tiên, anh ta thấy soái tướng của quân đội Hòa khóc như một đứa trẻ. Vương Tử Lan nãy giờ chứng kiến những thái độ kỳ lạ của Lệ Uy Long, trong lòng hắn ta cũng có một nỗi lo lắng và tò mò đến khó tả. Nhưng hắn ta cũng là người đã từng gây gổ đánh nhau với không ít người, một vài lời nói của Lệ Uy Long không thể khiến hắn sợ hãi bỏ chạy ngay. Vương Tử Lan vẫn nói một cách bình tĩnh, quanh co quá đấy, tụi mày đã nỉ non xong chưa? Nếu mày có gan thì ra đây đánh với tao một trận xem. Cứ ở đó to mồm dọa người, mày nghĩ tao sợ à? Chu Nhược Mai thấy trán của Lệ Uy Long đã bị chảy máu, cô cũng rất đau lòng, cô hoàn toàn không muốn phải tiếp tục nhìn anh bị thương nữa, bèn nói thôi nào, Uy Long, anh đừng quá đau lòng. Người cũng đã chết rồi, cho dù anh có dập đầu nhiều hơn nữa, bố cũng không thể sống lại được. Mau đứng dậy đi. Lệ Uy Long cũng đã nói hết những gì anh muốn nói, bèn đứng dậy và lập tức quay người lại. Lúc này, nhìn Lệ Uy Long như thể đã trở thành một người khác vậy, toàn bộ cơ thể, cử chỉ, lời nói, ánh mắt, đều sắc lạnh như một sát nhân thực thụ. Thiên Thành hiểu rằng Lệ Uy Long đã sẵn sàng giết người, anh ta liền nhắc lại một lần nữa, anh Thiên, hãy để em tiêu diệt lũ thú vật này, đem xác chúng tế lên chú Dương. Không, cậu không cần ra tay, lần này cứ để tôi. Lệ Uy Long nói, anh Thiên, nhưng một mình anh sao có thể đối phó với tất cả bọn chúng? Thiên Thành lo lắng nói, tôi phải đích thân giết chết bọn chúng thì mới hả giận được. Lệ Uy Long nói, chấm, vậy được, Thiên Thành nói và lặng lẽ lùi lại phía sau. Chu Nhược Mai nghe được cuộc trò chuyện của Lệ Uy Long và Thiên Thành, thật sự không biết có phải họ đang ba hoa hay không. Họ nói nghe thật nhẹ nhàng, cứ như thể Vương Tử Lan và đồng bọn của hắn chỉ là những con kiến có thể dễ dàng dẫm đạp đến chết bằng một chân vậy. Mặc dù trước đây Chu Nhược Mai đã từng thấy sức mạnh của Lệ Uy Long trong buổi tiệc họp lớp, nhưng hoàn cảnh lúc này khác hoàn toàn với lúc đó. Những kẻ này là băng nhóm xã hội đen máu mặt nhất ở thành phố Quốc Hòa. Ai có thể đấu lại bọn chúng chứ? Uy Long, anh đừng giận quá mà nghĩ quẩn. Chúng ta vẫn có thể trả thù bằng các cách khác mà. Em không muốn anh lại gặp nạn ngay khi anh vừa trở về đâu. Chu Nhược Mai lo lắng nói. Anh là người có thù tất báo, em không cần phải nói nhiều nữa. Lệ Uy Long có thể nghe lời Chu Nhược Mai trong mọi chuyện, nhưng đối với vấn đề này, anh nhất định phải tự mình quyết định. Nhất định phải báo thù cho cha. Cứ cho là anh giỏi võ, nhưng bọn chúng có quá nhiều người, làm sao mà một mình anh chống đỡ lại được. Và lại, nếu anh thực sự giết họ, pháp luật cũng sẽ không để yên cho anh đâu. Chu Nhược Mai khẩn khoản. Đến cả hàng ngàn binh lính quân địch còn phải e sợ Lệ Uy Long này, vài chục tên côn đồ có là gì. Còn phía luật pháp, em không cần phải lo lắng, họ không thể bắt được anh. Bây giờ em chỉ cần nhanh chóng nhắm mắt lại. Chuyện sắp xảy ra e là quá đẫm máu, anh sợ em sẽ cảm thấy khó chịu khi trông thấy nó. Lệ Uy Long nói, anh lúc nào cũng chỉ giỏi võ mồm thôi, anh không thèm quan tâm người ta lo lắng cho anh như thế nào sao? Được lắm, vậy tôi muốn xem, anh sẽ chết như thế nào đây? Chu Nhược Mai tức giận hét lớn khi thấy Lệ Uy Long quá cố chấp. Lệ Uy Long hiểu rằng Chu Nhược Mai là vì lo lắng cho anh nên mới hết mực khuyên can, bèn nói với Thiên Thành, hãy bảo vệ vợ tôi. Nếu cô ấy sơ sẩy lấy một cọng tóc, tôi sẽ hỏi tội cậu. Vâng, em đã rõ. Thiên Thành ngay lập tức lại gần đứng cạnh Chu Nhược Mai, bảo vệ cô chặt chẽ. Chỉ cần một con dao hay cây gậy bay qua, Chu Nhược Mai cũng có thể bị thương. Vì vậy, anh phải hết sức cẩn thận. Giỏi, chú mày nói hay lắm. Anh em đâu, xông lên giết nó đi. Vương Tử Lan hét lên sốt ruột. Hàng chục người trong băng hổ báo nghe lệnh của Vương Tử Lan liền lập tức vung dao và gậy và lao về phía Lệ Uy Long. Lệ Uy Long chỉ đứng lặng, lạnh lùng nhìn đám đông giống như những con thiêu thân đang lao vào lửa kia. Chỉ cần một chiêu, Lệ Uy Long cũng có thể giết tất cả họ ngay lập tức. Tuy nhiên, anh biết rằng Chu Nhược Mai vẫn đang theo dõi trận chiến, anh không muốn gây ra những cảnh quá sốc trước mặt Nhược Mai để không làm cô sợ. Vì vậy, anh chỉ hét lớn lên và lao về phía bọn chúng. Đây chính là những kẻ đã giết cha nuôi của Lệ Uy Long. Anh không muốn cho chúng được chết quá nhanh hay quá dễ dàng, anh muốn tất cả bọn chúng phải từ từ hứng chịu đau đớn và chết dần chết mòn như bố của mình. Anh muốn bọn chúng phải chết trong nỗi sợ hãi cùng cực. Giữa một rừng dao găm và gậy sắt,
Lệ Uy Long giống như một bóng ma lướt đi vun vút qua đám đông. Trong cơn mưa lớn, người ta thấy những tia máu bắn tung tóe, tiếng tay đấm thình thịch và những tiếng la hét như lợn bị chọc tiết vang lên. Cơn mưa đã nhanh chóng biến thành một bể máu. Trong tâm trí của Lệ Uy Long lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh ông Dương bị giết dã man bởi những người này, anh ra tay không hề có chút thương xót nào. Chưa đầy 10 phút sau, hơn 30 tên côn đồ đã nằm la liệt trên mặt đất, cơ thể ai cũng đỏ thẫm trong máu và những tiếng rên rỉ đau đớn vang khắp một vùng. Trong tay Lệ Uy Long nắm chặt một con dao dựa đẫm máu được lấy từ một trong những kẻ xấu số nằm dưới kia. Dương Văn Đoàn đã bị giết với hàng chục nhát dao trên người và Lệ Uy Long cũng muốn bọn chúng thử nếm trải mùi vị sắc lạnh của lưỡi dao trước khi giết chết hẳn. Trên mặt đất lúc này là những vũng nước mưa được nhuộm đỏ bởi máu tươi. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, Chu Nhược Mai vô cùng kinh sợ. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, Lệ Uy Long đã cắt trúng cơ thể của hơn 30 người. Sao một người bình thường như anh có thể chứ? Vừa nãy chuyện xảy ra quá nhanh nên cô không thể thấy Lệ Uy Long đã ra tay như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng dao và gậy sắt loảng choảng và bao nhiêu là máu me. Trận chiến dường như chỉ mới bắt đầu, vậy mà nó đã nhanh chóng kết thúc. Chuyện này cứ như một giấc mơ siêu thực vậy. Sao có thể là thật được? Thực ra, với năng lực của Lệ Uy Long, anh hoàn toàn có thể xử đẹp bọn chúng chỉ trong 1-2 phút chứ đừng nói tới tận 10 phút. Anh chỉ cố gắng chậm rãi để bắt bọn chúng phải từ từ cảm nhận nỗi đau này, cũng là để Nhược Mai không phải quá sợ hãi. Lúc này, Vương Tử Lan đã sợ đến nỗi mặt tái nhợt và run lên bần bật, hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Vương Tử Lan thậm chí còn cho rằng mình bị ảo giác. Chém hơn 30 người chỉ trong chưa đầy 10 phút, làm sao điều này có thể xảy ra chứ? Lệ Uy Long này rốt cuộc là thần thánh hay yêu quái phương nào? Chương 56 van xin nghĩa địa đẫm máu. Thiên Thành thì đã quen với những cảnh này trong thời gian dài, khuôn mặt anh không hề biểu lộ chút cảm xúc gì. So với chiến trường, nơi mà xác chết chất thành núi và máu chảy thành sông, những chuyện này quá đơn giản không đáng nói đến. Bấy giờ, Lệ Uy Long mới bước đến bên cạnh Vương Tử Lan với một con dao dựa đẫm máu trong tay. Vương Tử Lan vẫn chưa hồi phục lại sau cú tấn công vừa rồi, đôi chân anh ta trở nên mềm nhũn và vội vã dùng chút sức lực còn lại để quỳ mọp xuống. Trên đời chẳng có ai là không sợ chết, và Vương Tử Lan cũng không ngoại lệ. Đừng giết tôi, xin làm ơn nương tay một chút mà tha cho tôi. Vương Tử Lan run rẩy cầu xin, hắn ta không ngờ có một ngày chính mình lại phải quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Đã quá muộn rồi, khi chúng mày giết bố tao, chúng mày đã từng nghĩ sẽ tha cho ông ấy chưa? Lệ Uy Long lạnh lùng nói, tôi biết là tôi sai, là tôi sai, nếu anh giết tôi. Băng hổ báo cũng sẽ không để anh được yên. Nên xin làm ơn, Vương Tử Lan khóc lóc nói. Mày không cần lo, những thằng còn lại trong cái bang ghê tởm của chúng mày, sớm muộn cũng sẽ bị tao giết sạch. Lệ Uy Long trừng mắt nói. Đúng, cứ cho là như thế. Nhưng ngay cả khi anh không sợ băng đảng hổ báo, giết người thì luật pháp sẽ không tha cho anh. Vương Tử Lan khẩn khoản trình bày, hy vọng Lệ Uy Long sẽ nghĩ lại. Mày nghĩ tao sợ à? Chính những người trong hội đồng luật pháp thành phố mới phải sợ tao đây này. Lệ Uy Long vừa nói vừa gầm gừ rất đáng sợ. Vương Tử Lan đã không còn gì để nói. Hôm nay có vẻ hắn đã gặp xui xẻo. Hắn không ngờ Lệ Uy Long này lại điên rồ đến thế. Hẳn là anh ta đã quá sốc sau cái chết của bố nên bị mất trí, trở thành một con quỷ giết người, đến luật pháp cũng không màng. Sau đó, Lệ Uy Long lại nói, mày nói đúng, giết người thì phải trả giá cho mạng sống của họ. Chúng mày đã giết bố tao, giờ đến lượt mày sẽ phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Không, xin đừng, lúc đó tôi chỉ đấm vào ngực ông ấy, cú đấm đâu thể gây chết người được. Vương Tử Lan rên rỉ. Không cần biện minh vô ích, mày đã làm cái gì thì tự biết lấy, nợ máu phải trả bằng máu, chết đi. Lệ Uy Long vừa dứt lời liền giơ con dao dựa đẫm máu trong tay lên. Đừng, Vương Tử Lan hét lên run rẩy vì sợ hãi, đến mức tiểu cả ra quần. Đây chính là những gì Lệ Uy Long muốn, phải vờn cho chúng đến tận cùng nỗi sợ hãi, sau đó mới giết chúng cũng chưa muộn. Nếu không, ngay từ đầu anh đã giết chết bọn chúng luôn rồi. Ngay khi Lệ Uy Long định cắt cổ Vương Tử Lan bằng con dao trong tay mình, Chu Nhược Mai đột nhiên la lớn từ phía sau, đừng. Đừng làm vậy mà Uy Long. Vương Tử Lan mừng đến rơi nước mắt khi nghe Chu Nhược Mai cầu xin cho mình. Lũ khốn khiếp này là đã giết bố. Bọn chúng là kẻ thù không đội trời chung, anh nhất định phải giết chết chúng.
Lê Uy Long cáu gắt. Giết giết giết, anh chỉ biết giết chóc thôi. Anh đã bao giờ nghĩ về hậu quả của việc giết người chưa hả? Chu Nhược Mai tức giận nói. Lê Uy Long không nói nên lời. Hiện giờ anh đã là Long Thần Chiến, được đích thân đại tướng tặng cho một chiếc áo choàng đặc biệt. Chỉ cần có nó, Lê Uy Long có thể tùy ý xử lý mọi việc theo ý định của mình. Dù bây giờ anh có giết tất cả bọn chúng thật đi nữa, anh cũng sẽ không hề hấn gì. Nhưng những điều này đâu thể nói ra cho Nhược Mai biết được. Anh nói đúng, giết người đền mạng. Vậy thì nếu anh giết hắn ta, anh cũng sẽ phải chịu tội danh giết người đấy. Luật pháp chắc chắn sẽ không để yên cho anh đâu. Chỉ vì một chút tức giận nhất thời mà tự đẩy bản thân vào chỗ chết như vậy có đáng không? Nếu anh bị bắt đi tù, hoặc chịu án tử hình, em sẽ phải làm sao đây? Anh đã từng nghĩ đến điều đó chưa? Để ngăn Lê Uy Long gặp rắc rối, Chu Nhược Mai phải hết lời thuyết phục anh, mặc dù chính cô cũng căm hận Trương Minh Chí và Băng Hổ Báo đến tận xương tủy. Hừm, được thôi, anh sẽ nghe lời em, anh sẽ không giết chúng. Lê Uy Long nói, anh thực sự không muốn Chu Nhược Mai phải lo lắng cho mình. Nghe Uy Long nói vậy, Chu Nhược Mai cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, có vẻ như cuối cùng những lời cô nói cũng có chút tác dụng. Vương Tử Lan một lần nữa lại mừng rơi nước mắt, cuối cùng cũng thở phào vì đã thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, ngay khi Vương Tử Lan vừa thở phào nghĩ mình đã thoát nạn, Lệ Uy Long đã vội quay sang nói với Thiên Thành, Thiên Thành, anh là cánh tay trái của đại tướng, một trung úy cốt cán của quân đội. Nếu anh giết bọn chúng, tôi tin là pháp luật cũng sẽ không dám làm gì với anh. Nghe tới đây, Vương Tử Lan và tất cả những người trong Bang Hổ Báo đều trở nên kinh hãi và xanh xao. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng những lời khuyên can của Chu Nhược Mai đã khiến Lê Uy Long từ bỏ ý định giết người. Thật không ngờ, anh ta lại để việc này cho Thiên Thành làm thay. Cũng sau khi nghe Lê Uy Long nói, bọn chúng mới biết Thiên Thành hóa ra là một vị trung úy lừng danh. Chu Nhược Mai cũng không thể ngờ Lê Uy Long lại có ý định này. Ngay từ đầu Thiên Thành đã muốn thay Lê Uy Long băm vằn những kẻ khốn khiếp này thành hàng ngàn mảnh để trả thù cho ông Dương Văn Đoàn. Giờ đây, nghe những lời Lê Uy Long nói, anh ta như mở cờ trong bụng, ngay lập tức đồng ý. Như ý anh, Thiên Thành nói và ngay lập tức rút con dao dựa từ tay Lê Uy Long. Khoan đã, đừng vội, hãy chờ tôi đưa Nhược Mai lên xe đã. Sau đó anh cứ tùy ý giết bọn chúng. Chúng tôi sẽ đợi anh trong xe. Tôi muốn trong vòng 10 phút. Anh phải giải quyết xong hết tất cả. Lệ Uy Long ra lệnh với một giọng điệu lạnh lùng. Tôi hiểu rồi, Thiên Thành biết Lệ Uy Long không muốn vợ mình phải nhìn thấy những cảnh đáng sợ sắp tới, nên mới cẩn thận đưa cô đi tránh trước. Nhược Mai, chúng ta đi thôi. Lệ Uy Long dịu dàng nhìn Chu Nhược Mai, nói. Lúc nãy anh đã hứa với em là sẽ không giết bọn họ mà. Tại sao anh lại đổi ý? Chu Nhược Mai lo lắng nói. Dù là Lệ Uy Long có mạnh thật sự đi nữa. Nhưng sau khi giết những người của băng đảng này, anh sẽ chọc tức rất nhiều băng đảng khác và bị bọn chúng trả thù. Đúng là anh đã hứa với em sẽ không giết họ, nhưng Thiên Thành muốn giết chúng thì anh biết làm sao được đây. Anh đâu có phải người ra tay, anh đã giữ đúng lời hứa với em mà. Lệ Uy Long thản nhiên nói. Chu Nhược Mai hoàn toàn không nói nên lời. Nếu Thiên Thành là người trực tiếp ra tay giết Băng Hổ Báo và giải quyết cả các băng đảng khác có thể tìm đến trong tương lai, thì cô không có lý do gì để phản đối. Một người có quyền lực như Thiên Thành thì đến pháp luật cũng không thể làm gì được. Đi thôi, Lệ Uy Long không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, anh lặng lẽ kéo Chu Nhược Mai đi. Nhược Mai cũng đành phải đi theo anh. Dù sao, chính những kẻ này đã tàn nhẫn ra tay giết hại Dương Văn Đoàn, bố chồng cô. Đến bây giờ hình ảnh bê bết máu của ông ấy vẫn hiện hữu đầy tâm trí cô. Vì vậy, Chu Nhược Mai cũng chỉ muốn bọn chúng chết quách đi để an ủi linh hồn ông. Sau khi Chu Nhược Mai và Lê Uy Long quay lại chiếc Lamborghini, họ ngồi yên vị trong xe và nhìn qua gương chiếu hậu để xem những gì sẽ xảy ra phía sau. Nhìn thẳng đằng trước thôi, đừng nhìn vào gương chiếu hậu. Lê Uy Long lạnh lùng nói. Chu Nhược Mai bối rối nhận ra từ sau khi Lê Uy Long trở về từ trận chiến phía Tây, anh ấy dường như đã hoàn toàn thay đổi và trở nên thật xa lạ với cô. Lê Uy Long đã không còn như trước kia, ôn nhu, dịu dàng, đơn thuần. Lúc này anh trở nên băng giá đến đáng sợ. Có vẻ cái chết của ông Dương là cú sốc quá lớn đối với anh. Điều khiến cô hoang mang nhất là Thiên Thành, một chiến binh 3 sao, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong quân đội quốc gia, lại luôn răm rắp nghe lời Lê Uy Long và còn kính cẩn gọi anh là anh Thiên. Liệu có phải Uy Long cũng là một đội trưởng trong cuộc chiến tranh phía Tây, với cấp bậc cao hơn Thiên Thành không?
Nghĩ tới đây, Chu Nhược Mai bỗng cảm thấy có chút phấn khích. Có người phụ nữ nào lại không muốn chồng mình trở thành một vĩ nhân giữa bao người chứ? Nữ nhân nào mà chẳng tha thiết mong chờ chồng mình có một sự nghiệp vẻ vang, tiếng tăm lừng lẫy, quyền cao chức trọng. Nếu mọi chuyện đúng như Nhược Mai dự đoán, cô thực sự rất vui mừng. Sau khi Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai đã yên vị trên xe, Thiên Thành lúc này mới bắt đầu trúc dao ra đằng trước và xông đến. Vương Tử Lan, người vẫn còn đang nằm bẹp dưới đất chưa thể nhấc nổi mình lên, thất kinh hồn vía mà hét lớn, khoan. An, anh định làm gì vậy? Tất cả người của mày đều đã bị trọng thương, trong khi mày, với tư cách là thằng cầm đầu lại chỉ bị xây sát nhẹ. Tao lo là chúng mày sẽ lục đục nội bộ mất, thế nên, cái gì cũng phải công bằng chứ nhỉ? Thiên Thành vừa nói vừa nhếch môi cười một cách lạnh lùng. Anh không muốn những kẻ giết người này được chết một cách nhanh gọn, nhẹ nhàng. Giống như Lệ Uy Long, anh muốn tất cả bọn chúng đều phải nếm trải nỗi đau cắt da cắt thịt. Vương Tử Lan còn chưa kịp hiểu hết lời của Thiên Thành thì anh ta đã lao tới áp sát với một con dao đầy máu trong tay. Một ánh sáng của lưỡi dao sắc lẹm lóe lên trong mắt Vương Tử Lan, vừa lúc cánh tay phải của hắn ta bị tách ra khỏi cơ thể và rơi bịch xuống đất. Phần cánh tay bị đứt lìa của Vương Tử Lan bắt đầu chảy máu xối xả, hắn ta ngay lập tức hét giống lên như một con lợn bị chọc tiết. Những người đàn em còn lại của hắn cũng vừa bị chém đứt tay đang ngã sóng xoài trên nền đất và gào khóc dữ dội, thấy Vương Tử Lan cũng rơi vào tình trạng tương tự, ai nấy đều sững sờ câm lặng. Lúc này, Vương Tử Lan mới khóc lóc rên rỉ, xin anh. Bây giờ thì tất cả chúng tôi đều đã bị cắt một cánh tay và nhận hình phạt mà chúng tôi đáng phải nhận. Vì vậy xin hãy tha cho chúng tôi và để chúng tôi đi. Dương lão tướng đã từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần vì đất nước này, nhờ có ông ấy, phụ mẫu chúng mày mới có thể an tâm sinh chúng mày ra, không có ông ấy thì chúng mày chắc chắn không có cơ hội xuất hiện trên đời này. Vậy mà lũ khốn nạn vô ơn chúng mày lại dám ra tay giết ông ấy một cách tàn nhẫn như thế. Lúc đó chúng mày liệu có nghĩ đến việc sẽ tha cho ông ấy không? Hả lũ khốn khiếp, bây giờ thì ông ấy chết thật rồi. Tao chỉ còn cách giết chết tất cả chúng mày và chôn đầu chúng mày cạnh mộ Dương lão tướng. Chỉ có như vậy, linh hồn ông ấy mới được an ủi. Vừa dứt lời, Thiên Thành bắt đầu điên cuồng chém giết. Cửa sổ của chiếc Lamborghini đã được đóng lại nên không thể nghe được bất kỳ tiếng la hét nào từ bên ngoài. Dù đã được Lệ Uy Long dặn dò, Chu Nhược Mai vẫn tò mò liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Trong ánh tà dương đỏ thẫm le lói chen lẫn màn mưa trắng trước những ngôi mộ, cô thấy bao nhiêu là máu bắn tung tóe, đầu người đứt lìa bay tứ tung. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, Nhược Mai bất giác rùng mình, cô quá sợ hãi và sắc mặt trở nên tái nhợt, và vội vã quay mặt đi không dám nhìn lại. Đã nói em đừng xem mà vẫn cố xem, Lệ Uy Long thở dài, không nói nên lời. Chương 57 kế hoạch trả thù tiệc mừng thọ. Đột nhiên, Chu Nhược Mai hỏi, tại sao Thiên Thành lại luôn nghe lời anh? Bởi vì bọn anh là những người đồng đội. Đã từng cùng nhau vào sinh ra tử. Lệ Uy Long vẫn nhắc lại lý do trước kia. Lúc này, cơn mưa lớn đã làm ướt hết quần áo trên cơ thể Chu Nhược Mai. Bộ quần áo mỏng manh ướt sũng bám chặt vào cơ thể cô và tinh tế phô ra dáng vóc quyến rũ, giống như một đóa hoa đẫm nước. Tuy nhiên, vì nỗi đau mất cha, Lệ Uy Long lúc này đã không còn tâm trí thưởng thức vẻ đẹp kia. Lần này khi trở về từ phía Tây, anh đã nghĩ nhất định sẽ tiếp tục hâm nóng tình cảm với Nhược Mai. Nhưng anh lại không ngờ cha nuôi của mình lại gặp chuyện và chết dưới tay kẻ xấu. Bây giờ trong đầu anh chỉ nung nấu ý định trả thù. 10 phút sau, Thiên Thành có vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ, những tiếng la hét đã im bặt, bầu trời trở nên sáng rõ hơn. Anh ta bước đến bên chiếc Lamborghini. Lệ Uy Long cho kéo cửa kính xe xuống và nhìn ra. Anh Thiên, em giải quyết xong rồi. Thiên Thành cười nói. Lệ Uy Long khẽ gật đầu và quay sang nói với Chu Nhược Mai. Nhược Mai, em tự lái xe về nhà trước được không, anh vẫn còn việc phải làm. Lúc này, vẻ mặt của Thiên Thành rất bình tĩnh và không hề có vết máu nào dây trên tay, mặc dù anh ta vừa giết hơn 30 người. Anh định làm gì vậy? Chu Nhược Mai lo lắng hỏi, trong lòng không khỏi sợ hãi khi nghĩ về cảnh tượng máu chảy đầu rơi từ gương chiếu hậu vừa nãy. Đừng hỏi nhiều, em cứ về nhà trước rồi thay nhanh chóng thay đồ đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy. Lệ Uy Long vừa nói vừa lanh lẹ bước xuống xe. Giọng nói của anh lúc này lạnh lẽo đến nỗi Chu Nhược Mai không dám hỏi thêm gì nữa và vội vã lái xe đi. Sau khi cô rời khỏi, Lệ Uy Long và Thiên Thành đã lên xe Jeep. Anh Thiên, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Thiên Thành hỏi. Tới Trương gia đi, Lệ Uy Long nói với khuôn mặt không cảm xúc,
Vâng, Thiên Thành đã hiểu ra ngay ý định của Lê Uy Long, rằng anh sẽ tìm Trương Minh Chí để trả thù, trong lòng anh ta cũng cảm thấy đồng thuận. Có thù tất báo, đây chính là phong cách hành xử của Lê Uy Long. Trước khi đến Trương gia, chúng ta hãy đi mua một chiếc quan tài. Lê Uy Long nói tiếp và đột nhiên cười khẩy. Tại sao anh lại muốn mua quan tài? Thiên Thành bối rối hỏi. Lê Uy Long nói, lũ khốn đó vừa mới nói hôm nay là sinh thần lần thứ 70 của bà Trương, và chúng sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn tại biệt thự Trương gia. Tất nhiên chúng ta không thể đến tay không được, ít nhiều cũng phải chuẩn bị một món quà cho bà ta chứ. Thiên Thành chợt hiểu ra vấn đề, cười nói, tôi hiểu rồi. Tặng quan tài vào ngày sinh nhật, món quà này thực sự thú vị đấy, tôi đoán là không ai có thể nghĩ ra một món quà tốt như vậy đâu. Buổi tối, tại Trương gia. Hôm nay là lễ mừng thọ 70 tuổi của bà nội Trương gia. Ông nội Trương đã chết cách đây vài năm, nên bà Tạ Ngọc Liên nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu Trương gia. Là gia tộc giàu có và tiếng tăm nhất của thành phố Quốc Hòa, trên dưới Trương gia đều là những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp trong thành phố, vì vậy những nhân vật có máu mặt ở khắp nơi đều đến tham dự bữa tiệc chúc mừng bà Trương. Trương gia hôm nay không khí náo nhiệt vô cùng, với rất nhiều khách mời lịch sự và vô số loại quà tặng. Tạ Ngọc Liên có vẻ hạnh phúc và luôn tươi cười với tất cả mọi người. Chí Nhi, không phải hôm nay con đã nói sẽ đưa bạn gái mới đến ra mắt sao? Thế người đâu, tại sao cô ấy vẫn chưa đến? Bà ta nhận thấy các vị khách gần như đã đến đông đủ, nhưng lại chưa trông thấy cô gái nào đi cạnh cháu trai mình, nên bất giác hỏi. Bà ơi, có lẽ cô ấy đang trên đường tới đây rồi, bà cứ đợi một lát đi ạ, cô ấy sẽ đến ngay thôi. Trương Minh Chí tự tin nói. Thế cô bạn gái đó của cháu là ai? Bà Trương hỏi. Đó là Chu Nhược Mai, người phụ nữ đẹp nhất Quốc Hòa. Trương Minh Chí nói một cách tự mãn. Cái gì, không phải Chu Nhược Mai đó đã kết hôn rồi sao? Làm sao cô ấy có thể làm bạn gái của cháu được? Bà Trương kinh ngạc, bà ta không ngờ cháu trai mình lại dây dưa với một phụ nữ đã có chồng. Kết hôn thì đã sao? Cháu thích kiểu người như cô ấy. Với lại theo như cháu được biết. Mặc dù Chu Nhược Mai đã kết hôn, nhưng cô ấy chưa bao giờ để tên chồng vô dụng của mình chạm vào người, cô ấy vẫn còn trong sạch. Trương Minh Chí cười nói. Kể cả là như vậy, cô ta cũng đã là vợ của người khác rồi. Nếu cô ta thực sự trở thành bạn gái của cháu, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của cháu và cả Trương gia này nữa. Chí Nhi à, với địa vị của gia đình chúng ta, cháu muốn có phụ nữ nào mà không được, tại sao cứ phải là Chu Nhược Mai kia? Bà Trương nói với vẻ không hài lòng. Cháu chẳng quan tâm, kể từ khi gặp Nhược Mai, cháu đã phát ốm vì thương nhớ cô ấy. Đến mức không thể ngủ ngon hàng đêm, tất cả những gì cháu nghĩ đều là về cô ấy. Cháu chỉ muốn có được cô ấy mà thôi. Trương Minh Chí nói. Được rồi, tùy ý cháu. Tuy nhiên, Chu Thị kia chỉ có thể là bạn gái của cháu chứ tuyệt đối không thể trở thành con dâu trưởng của Trương gia. Khi nào chán cô ta, cháu cứ việc bỏ rơi nó. Bà Trương nói, với cương vị là chủ một gia tộc lớn, dĩ nhiên bà sẽ không bao giờ cho phép một người phụ nữ có chồng trở thành viên của gia đình mình, nếu không thì Trương gia làm gì còn mặt mũi nữa chứ. Được rồi, cháu biết, Trương Minh Chí nói. Phong Chí là cháu trai lớn nhất của Tạ Ngọc Liên. Từ nhỏ, bà và cha mẹ đã luôn chiều chuộng anh ta hết mực, không có thứ gì Trương Minh Chí muốn mà lại không thể có được, vì vậy anh ta hiển nhiên đã trở thành một kẻ cực kỳ kiêu ngạo và cậy quyền cậy thế. Trong vô số những người phụ nữ anh ta đã gặp qua, Chu Nhược Mai là người xinh đẹp nhất anh ta từng thấy. Nếu có thể đưa cô ấy về ra mắt với tư cách bạn gái trong bữa tiệc mừng thọ 70 tuổi của bà nội, Trương Minh Chí nhất định sẽ khiến bao người phải ganh tị. Do đó, hắn ta muốn có được cô bằng mọi giá. Vào lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân nặng nề vang lên ngày một gần, như thể đang có ai đó âm thầm bước vào vậy. Tất cả mọi người đang có mặt đều cảm nhận được một bầu không khí khủng khiếp đang lao tới, ai nấy đều bất giác nhìn ra phía cửa. Ở đó, họ trông thấy hai người đàn ông đang từ từ đi đến gần, trên vai họ đang nệ khệ khiêng một chiếc quan tài màu đen. Bà Trương vừa nhắc thấy hai người kia đang vác một cỗ quan tài bước vào, khuôn mặt già nua của bà ta lập tức trở nên nhăn nhó. Cả hội trường bỗng chốc trở nên im lặng. Trong bữa tiệc mừng thọ của người đứng đầu gia tộc họ Trương giàu có nhất thành phố, có người thậm chí còn mang tới quan tài. Đây không phải là đang muốn chọc bà ta và cả Trương gia tức chết hay sao? Dừng lại ngay, các người nghĩ đang làm gì thế hả? Cha của Trương Minh Chí, Trương Minh Nghị, tức giận quát lớn. Ngay trong ngày mừng thọ mẹ mình lại xảy ra một trò đùa khiếm nhã như vậy,
ông ta sao có thể không tức giận được. Những vị khách đang có mặt ở đó cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ và bắt đầu thảo luận với nhau. Không biết chừng đây là nhân viên của cửa hàng quan tài nào đó, họ quá vội vàng khi giao hàng nên đến nhầm chỗ mà không biết. Ừ, chắc là nhầm rồi. Trong lễ mừng thọ lại có người mang đến quan tài, đúng là điềm gở. Hai nhân viên đáng chí này hẳn sẽ bị sa thải ngay thôi. Bị sa thải là còn may đấy, chuyện lớn như vậy Trương gia sẽ không để yên đâu, e là hai người họ sẽ bị chặn đường đánh gãy chân không chừng. Hóa ra là có người mang quan tài đến, trách nào lúc nãy tôi đột nhiên lại cảm thấy ớn lạnh. Hai người lạ mặt đem chiếc quan tài kia tới chính là Lê Uy Long và Thiên Thành. Nhưng những người có mặt, ngoại trừ Trương Minh Phú và mấy tên đàn em khác đã từng bị Lê Uy Long đánh một trận trước đó, không ai biết họ. Những người có mặt ở đây đều là các bậc vương tôn công tử, các nhân vật có máu mặt từ mọi tầng lớp. Nên tất nhiên sẽ không ai biết Lê Uy Long và Thiên Thành. Tháng trước vào ngày 26, Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đã tổ chức một đám cưới hoành tráng ở thành phố Quốc Hòa. Nhưng ngày hôm đó, những người nổi tiếng trong thành phố và con cái của các gia đình giàu có đều được mời đến lễ cưới của Chu Lệ Ngọc trước, do đó họ không đủ điều kiện để tham dự lễ cưới của Uy Long và Nhược Mai. Vì vậy dĩ nhiên họ chưa bao giờ thấy mặt chú rể và phù rể hôm đó. Chỉ có Trương Minh Phú và đồng bọn dưới trướng hắn vừa mới được lĩnh giáo một chút sức mạnh của Lê Uy Long hồi chiều nay. Chúng thật sự không ngờ, Uy Long lại kiêu ngạo đến mức mang theo cả quan tài đến Trương gia. Thấy Lê Uy Long và Thiên Thành bước đến, bọn Trương Minh Phú vẫn chưa quên cú đánh trời giáng hồi chiều và không khỏi sợ hãi lùi lại vài bước. Không nhầm đâu, tôi nghe nói hôm nay là lễ mừng thọ 70 tuổi của bà Trương. Nên đã đặc biệt gửi một món quà đến chúc mừng đấy. Lê Uy Long nói và thản nhiên bước vào. Nghe tới đây, mọi người có mặt đều kinh ngạc, không gian bỗng nhiên trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, không ngờ chiếc quan tài này được gửi đến là có chủ đích. Chương 58 món quà đặc biệt 4 sư phụ. Anh là ai hả? Dám đến đây với một chiếc quan tài, rốt cuộc anh muốn làm gì? Trương Minh Nghị gần như phát điên. Nếu chiếc quan tài này được chuyển đến nhầm chỗ thì việc này không có gì đáng phải lo lắng. Nhưng ông ta không ngờ nó lại được gửi đến đây có chủ đích từ đầu. Tôi là Lê Uy Long, con trai nuôi của Dương Lão Tướng. Hôm nay tôi đã đặc biệt chuẩn bị một cỗ quan tài cho Trương gia các người, hãy vui lòng nhận lấy nó. Lê Uy Long thản nhiên nói. Khi vừa nghe cái tên Lê Uy Long, tất cả mọi người đều nhận ra ngay rằng đó chính là người chồng vô năng của Chu Nhược Mai. Mặc dù họ chưa từng thấy Lê Uy Long trước đây, nhưng anh ta lại là chồng của Chu Nhược Mai, người đẹp nhất Quốc Hòa. Bởi vì Chu Nhược Mai quá nổi tiếng, nên nghiễm nhiên chồng cô cũng trở thành đề tài đàm tiếu khắp nơi và khắp cả thành phố ai ai cũng biết cái tên này. Bên cạnh đó, sau lễ cưới siêu hoành tráng vào ngày 26 tháng trước, cái tên Lê Uy Long lại càng trở nên hấp dẫn. Trương Minh Chí thấy Lê Uy Long đến thì lập tức cho rằng người này đã biết kế hoạch cướp Chu Nhược Mai của mình, không ngờ anh ta lại đến ngay trước cửa như vậy. Trong đầu Trương Minh Chí chợt nhớ ra rằng đã lệnh cho Lưu Bảo Thục đi xử lý Lê Uy Long. Nhưng tại sao bây giờ Lê Uy Long vẫn có thể xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Lưu Bảo Thục không có hành động gì sao, hay là anh ta đã thất bại? Anh đang nói lão tướng nào cơ? Trương Minh Nghị giận dữ hỏi. Cha tôi, Dương Văn Đoàn, Lê Uy Long điềm đạm. Nghe tới đây, Tạ Ngọc Liên, Trương Minh Nghị và vợ ông ta Phan Hoài Lan, cũng như tất cả những hậu duệ khác của Trương gia, lập tức kinh ngạc nhìn lên, khuôn mặt ai nấy đều biến sắc. Mặc dù Dương Văn Đoàn không phải là một người nổi tiếng, nhưng sau khi Trương Minh Chí ra lệnh cho bang hổ báo giết ông ta, tất cả bọn họ đều biết tới sự tồn tại của ông ấy. Nếu như người của Trương gia biết trước chuyện này thành ra phức tạp như vậy, họ hẳn đã cố gắng khuyên can Trương Minh Chí. Và nếu chuyện này không xảy ra, tất cả các thành viên của gia đình họ Trương sẽ không bao giờ biết đến một người bình thường như Dương Văn Đoàn. Tuy nhiên, những vị khách mời không liên quan gì đến vấn đề này và hoàn toàn không biết Dương Văn Đoàn là ai, nên ai nấy đều xôn xao bàn luận. Dương Văn Đoàn là ai vậy? Tại sao tôi chưa nghe đến bao giờ? Tôi chưa từng nghe nói về người này, ông ta là ai mà anh ta lại dám gọi là lão tướng vậy? Phải, tôi chưa từng gặp loại người không biết xấu hổ như vậy, hắn ta thậm chí còn tự cho bố mình là anh hùng. Một kẻ nổi tiếng vô dụng lại có can đảm đến Trương gia để gây rắc rối, hôm nay anh ta uống nhầm thuốc gì à? Hai người này đúng là không bình thường rồi, dám gửi quan tài đến Trương gia ngay ngày mừng thọ bà Trương. Bọn họ không cần mạng nữa sao? Thật thô lỗ, anh ta chắc chắn sẽ bị Trương gia đánh đến chết rồi ném ra ngoài. Chấm.
những người có mặt ở đây vốn là những người không đủ điều kiện để vào khách sạn Thiên Long ngày 26 vừa rồi để tham gia đám cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, vì vậy họ không biết rằng Dương Văn Đoàn chính là người đã được đích thân đại úy Vũ Hải và những người lính khác cúi chào kính cẩn để vinh danh. Mặc dù lễ cưới của Lê Uy Long là sự kiện long trọng nhất thành phố cho đến thời điểm hiện tại, nhưng sau đó một tin đồn đã lan truyền ra khắp thành phố rằng tất cả sự chuẩn bị hoành tráng đó vốn không phải do Lê Uy Long chủ trì mà là một người khác. Do đó, những người ở đây đều không có chút nể sợ nào với Lê Uy Long. Trong mắt họ, anh vẫn chỉ là một kẻ khố rách áo ôm. Lúc này, Lê Uy Long và Thiên Thành đã bước đến giữa sảnh. Thiên Thành, tặng quà đi. Lê Uy Long mỉm cười nói. Vâng, Thiên Thành ngay lập tức ném chiếc quan tài ra ngay trước mặt Trương phu nhân Tạ Ngọc Liên. Chỉ là món quà nhỏ, hy vọng bà Trương đây đừng chê cười. Lê Uy Long nhếch môi nói. Khuôn mặt của Tạ Ngọc Liên nhanh chóng trở nên tái nhợt vì tức giận, nhưng bà ta vẫn cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình. Bởi vì trong thâm tâm bà có linh cảm rằng việc Lê Uy Long và người đàn ông to lớn đi theo anh ta mang theo chiếc quan tài đến đây không phải là trò đùa, hẳn là phải có chủ ý gì đó. Khi đã sống đến độ tuổi này, bà Trương dĩ nhiên có thể nhìn ra nhiều điều sâu sắc hơn đám thanh niên nông cạn. Món quà của cậu thật quá quý giá. Một bà già như tôi đâu dám nhận. Xin cậu hãy giữ lấy để sau này còn có dịp sử dụng. Tạ Ngọc Liên cẩn trọng nói. Tôi vẫn còn trẻ và có lẽ phải rất lâu nữa mới phải xài đến nó, còn Trương phu nhân đây đã già, cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Tôi vẫn nên để nó lại cho những người có nhu cầu. Lê Uy Long cười khẩy. Cậu, ý cậu là gì? Tạ Ngọc Liên cuối cùng cũng không thể nhịn được. Ý tôi là, bà là người đứng đầu Trương gia, nhưng người làm bà như bà lại không biết cách dạy dỗ con cháu, Trương gia các người sống không ra thể thống gì. Chính cháu trai của bà Trương Minh Chí đã giết cha tôi. Bây giờ bà không thể đổ lỗi cho ai được nữa. Quan tài này, bà đáng nhận nó lắm. Lê Uy Long bắt đầu nổi giận và nói hết sự thật. Nghe những lời của Lê Uy Long, những vị khách có mặt bắt đầu trở nên náo loạn. Họ tự hỏi rốt cuộc Trương gia này đã làm ra những chuyện gì. Nói bậy, Trương gia ta trước nay luôn sống ngay thẳng, một kẻ bất tài vô dụng như cậu thì có tư cách gì mà nói. Đừng có ở đây đặt điều sằng bậy, lừa dối dư luận. Người đâu, đuổi hai tên khốn này ra mau. Tạ Ngọc Liên tức giận kêu lên. Bốn vị tiền bối lập tức đứng dậy rồi đi về phía Uy Long và Thiên Thành. Mỗi gia đình trong gia tộc họ Trương đều có nuôi một vị sư phụ trong nhà. Các vị tiền bối này là những người bảo vệ cho Trương gia, họ có khinh công rất mạnh. Thấy bốn sư phụ đi ra, Trương Minh Chí cũng nhón chân đi theo họ, chỉ vào Lê Uy Long và chửi bới, anh là ai, dám đem quan tài đến để nguyền rủa bà tôi chết. Trương gia này không phải ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Tôi sẽ cho anh đi vào là người, đi ra còn xác đấy. Trương Minh Chí này vốn được bố mẹ nuông chiều từ khi còn nhỏ, vì vậy hắn ta luôn kiêu ngạo và tự mãn như thế. Vậy, anh là Trương Minh Chí? Lê Uy Long lạnh lùng hỏi. Phải, ta đây chính là đại thiếu gia Trương Minh Chí. Dù anh là ai, nếu dám đến đây gây chuyện, anh chết chắc rồi. Trương Minh Chí dựa vào bốn vị sư phụ bên cạnh anh ta, không thèm để Lê Uy Long vào mắt. Bố PPP vừa dứt lời Trương Minh Chí đã xoay tròn vài lần rồi ngã mạnh xuống đất. Một nửa khuôn mặt của anh ta đã đỏ và sưng tấy lên, với một dấu bàn tay rõ ràng trên khuôn mặt. Sự ra tay nhanh nhẹn của Lê Uy Long khiến mọi người không khỏi bàng hoàng, kể cả bốn vị sư phụ kia. Hịch, Trương Minh Chí bất ngờ ngã xuống đất ngay khi vừa trông thấy cánh tay của Lê Uy Long giơ lên. Mọi người có mặt đều nín thở theo dõi. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, hình phạt chính vẫn chưa đến đâu. Muốn giết chết loại người như mày, với tao dễ như dẫm lên một con kiến. Lê Uy Long vừa nói vừa dẫm mạnh lên một chân của Trương Minh Chí. Các người còn đứng chờ ra đó làm gì, mau giết chết thằng khốn này đi cho tôi. Trương Minh Chí vừa lo lắng vừa sợ hãi và hét lớn với bốn vị sư phụ. Nhưng khi bốn sư phụ thấy Minh Chí đang bị Lê Uy Long dẫm đạp lên, họ không dám ra tay ngay, vì sợ rằng cậu chủ Trương sẽ vô tình bị thương. Phan Hoài Lan thấy đứa con trai bé bỏng của mình bị sưng ở mặt và bị dẫm lên chân như vậy thì cảm thấy đau xót vô cùng. Bà ta muốn chạy đến xem tình hình, nhưng thấy Lê Uy Long vẫn đứng đó. Bà ta thất kinh hồn vía và không dám đến gần. Bẻ gãy chân của hai tên này, rồi nhét chúng vào quan tài và ném ra ngoài cho tôi. Trương Minh Nghị thấy con trai mình bị đánh đập ngay trước mặt thì cực kỳ tức giận. Nếu không giết hai người kia, Trương gia đâu còn mặt mũi nào nữa. Xem ra kỹ năng của cậu cũng không tệ,
thử di chuyển xem, tôi sẽ chấp cậu ba bước đầu tiên. Một trong những sư phụ muốn làm Lê Uy Long phân tâm để anh buông Minh Chí ra, nên đã mở lời. Xin lỗi, hạng các người mà cũng muốn đấu với anh Long. Thiên Thành nói một cách khinh bỉ, dù cả bốn người lao lên cùng lúc, tôi cũng có thể diệt gọn một lượt chứ đừng nói tới anh ấy. Điên rồi, điên thật rồi. Bọn họ quá kiêu ngạo. Anh ta nghĩ có thể một mình chống lại cả bốn vị sư phụ võ công thâm hậu sao? Đừng nói chuyện vô nghĩa với chúng, hãy nhanh chóng xử lý chúng đi. Trương Minh Chí, người vẫn đang nằm bẹp dưới chân Lê Uy Long, hét lên sốt ruột khi nhìn thấy bốn vị tiền bối trần trừ. Nghe lời thiếu gia, bốn sư phụ nọ không dám nói thêm lời nào mà ngay lập tức xông lên. Nhưng cơ thể của Thiên Thành nhanh như một cơn gió, anh ta lướt ngang qua họ dễ dàng như trở bàn tay. Và CCC. Những tiếng động của cơ tay va vào bắp thịt vang lên, và người ta thấy cả bốn sư phụ đều bật ngửa về phía sau. Họ rơi mạnh xuống đất, lưng đập vào chân tường và nôn thốc ra máu, sắc mặt trở nên nhợt nhạt hơn hẳn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều chết lặng, đơn giản là họ không thể tin vào mắt mình. Trận chiến còn chưa kịp bắt đầu, vậy mà nó đã dễ dàng kết thúc như vậy sao? Đặc biệt là Trương gia, họ biết sức mạnh của bốn vị sư phụ này, làm sao họ có thể dễ bị đả thương như vậy? Trương Minh Chí lúc này bắt đầu trở nên hoảng loạn. Người đàn ông to lớn bên cạnh Lê Uy Long đã đánh bại bốn người bảo vệ ngay lập tức chỉ với vài cú đấm. Vậy anh ta rốt cuộc còn mạnh đến mức nào? Còn nữa, người đàn ông to lớn này có vẻ chỉ là một trong những tùy tùng của Lê Uy Long. Tùy tùng đã mạnh như vậy, chẳng lẽ sức mạnh của Lê Uy Long liệu còn khủng khiếp hơn nữa? Còn ai nữa không? Ai không sợ chết thì cứ bước ra đây. Thiên Thành gầm lên dữ dội. Lúc này anh ta vẫn đang rất tức giận về cái chết của Dương Văn Đoàn và chỉ muốn ra tay trả thù cho ông. Tạ Ngọc Liên không thể chịu đựng thêm được nữa. Bà ta bèn thì thầm với một người hầu bên cạnh, nhanh đi gọi ông Tứ đến đây. Chương 59 kẻ bất bại mới chỉ là màn dạo đầu. Vâng, người gia nhân kia nghe lời và lập tức chạy đi. Một lát sau, một ông lão mặc áo choàng xám từ trong nhà bước ra. Ông ta vừa xuất hiện. Một luồng không khí lạnh lẽo chết chóc đã phả ra bủa vây lấy tất cả mọi người. Lão Tứ, hãy giúp tôi dạy dỗ hai người này. Tạ Ngọc Liên nói một cách kính trọng với ông lão nọ. Người đàn ông này là Tứ Quan gia, chủ nhân thực sự của Trương gia. Quyền lực của ông ta khiến ngay cả bà Trương cũng phải nể sợ vô cùng. Được, Tứ Quan gia chỉ đáp cụt lùn và đi về phía Lê Uy Long với Thiên Thành đang đứng. Trước mặt ông ta là bốn vị sư phụ đang nằm sóng xoài trên nền đất. Một cỗ quan tài được đặt ngay ở giữa sảnh và hai người đàn ông lạ mặt đang đứng đè lên Trương Minh Chí. Vậy nên không cần hỏi bà Trương, ông ta cũng biết hai người đang gây chuyện là ai. Khi Tứ Quan gia đến gần, dường như có một thế lực giết người vô hình cũng đang ập đến, khiến Thiên Thành đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng. Thiên Thành, cậu có thể rút lui được rồi, để đó cho tôi. Lê Uy Long bình tĩnh nói. Anh Long, anh không cần phải tự mình giải quyết chuyện nhỏ này. Mặc dù đang khá căng thẳng và có chút lo lắng về đối thủ trước mặt, Thiên Thành vẫn cảm thấy tự mình có thể xử lý được. Thấy cậu nãy giờ chơi vui như vậy, tôi cũng bắt đầu ngứa ta ngứa chân rồi. Lê Uy Long nói. Chấm, được, vậy anh cứ việc ra tay. Lê Uy Long đã nói vậy, Thiên Thành cũng đành phải rút lui. Lúc này, Lê Uy Long vẫn đang giẫm lên chân của Trương Minh Chí và nói với Tứ Quan gia, nào, đến đây đi. Thấy Lê Uy Long đứng thản nhiên ở đó với khuôn mặt đầy tự tin, Tứ Quan gia cũng bắt đầu chùn chân. Trông anh ta có vẻ non nớt, nhưng lại không hề lộ ra chút sơ hở nào. Tứ Quan gia đột nhiên cảm thấy có một chút áp lực, bất giác không biết phải ra tay thế nào. Ông mau di chuyển đi chứ, thổi bay anh ta bằng một cú đấm đi. Trương Minh Chí nãy giờ bị Lê Uy Long đạp lên, cảm thấy tính mạng của mình đang rất nguy hiểm, chỉ muốn thoát ra càng sớm càng tốt. Anh ta biết sức mạnh của Tứ Quan gia. Một người đàn ông với nắm đấm cứng như sắt. Kể từ khi biết ông ta, Trương Minh Chí chưa từng thấy ông ta bại dưới tay bất cứ đối thủ nào. Tứ Quan gia vẫn không thể tìm thấy sơ hở của Lê Uy Long, nhưng ông ta cũng không thể cứ đứng đó mãi, vì vậy liền xông lên phía bên phải đấm Lê Uy Long trước. Ngay lập tức, nhanh như một cơn gió, Lê Uy Long nhích qua một bên để tránh cú đấm, đồng thời bồi lại một nắm đấm của mình vào cơ thể Tứ Quan gia. Bị âm thanh của nắm đấm va chạm với cơ thể người vang lên rõ mồn một. Kế đó là tiếng xương gãy crack cc. Tứ Quan gia bất ngờ bị đẩy lùi về phía sau, cánh tay phải của ông ta bị bẻ cong một cách bất thường. Trong khi đó, Lê Uy Long vẫn đứng yên,
chân phải của anh ta vẫn đang dẫm lên người Trương Minh Chí, không hề có dấu hiệu bị lay chuyển. Còn tứ quan gia thì lảo đảo lùi lại 7 hoặc 8 bước trước khi tự chống chân dừng lại được. Lúc này, sắc mặt tứ quan gia bỗng trở nên tái nhợt. Ngoại trừ phần xương gãy ở cánh tay phải, xương ngón tay của ông ta cũng bị gãy. Một phần xương gãy ở khuỷu tay bị trồi ra, và nắm tay phải của ông ta rướm đầy máu. Trước cảnh bất ngờ này, tất cả mọi người đang có mặt đều chết lặng. Người mạnh nhất còn sót lại của Trương gia, tứ quan gia, được gọi là nắm đấm sắt bất khả chiến bại. Vậy mà hôm nay, ngay lúc này, ông ta dường như đã thực sự bị đánh bại. Không chỉ vậy, ngay cả chiêu nắm đấm sắt vốn là niềm tự hào của ông ta cũng vừa bị vô hiệu hóa. Không ai có thể tưởng tượng rằng Lê Uy Long, một kẻ nổi tiếng vô dụng yếu đuối, lại có sức mạnh đáng sợ tới như vậy. Điều này còn khó tin hơn cả việc thấy tuyết rơi giữa mùa hạ. Bà Trương cùng tất cả thành viên trong Trương gia cũng đứng ngây ra nhìn với ánh mắt sửng sốt và hoàn toàn chết lặng. Gì đây? Trương gia các người không còn ai giỏi hơn à? Lê Uy Long hỏi với một giọng điệu bình thản mà lạnh băng. Không một ai dám lên tiếng trả lời, toàn bộ khán giả đều im lặng. Được, nếu vậy, đã đến lúc tên khốn Trương Minh Chí này phải trả giá cho những gì hắn ta đã làm rồi. Lê Uy Long nói. Nghe những lời Lê Uy Long nói, Trương Minh Chí vô cùng kinh hãi, hắn ta run rẩy cầu xin sự thương xót. Đừng mà, xin đừng giết tôi, anh muốn có bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho, chỉ cần anh không giết tôi. Tiền à, chắc là các người nghĩ trên đời này chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền phải không? Vậy tiền của mấy người có thể hồi sinh bố tôi không? Có thể khiến ông ấy sống lại hay không? Hả, Lê Uy Long tức giận nói. Không, tôi xin cậu làm ơn thả con trai tôi ra. Phan Hoài Lan rất hoảng loạn khi thấy Lê Uy Long nổi giận và có vẻ sắp ra tay giết con trai mình. Liền vội vã chạy đến cầu xin sự thương xót. Khi vợ tôi cầu xin con trai bà tha cho cô ấy và bố tôi đi, hắn ta có để họ đi không? Bà lại còn muốn cầu xin cho hắn ư? Lê Uy Long lạnh lùng nói. Nó đã biết sai rồi, xin cậu, đừng giết thằng bé mà. Chỉ cần cậu đồng ý tha cho con trai tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ lại nó cẩn thận, nhất định không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Phan Hòa vẫn khóc lóc nài nỉ. Chính vì người làm mẹ như bà không chịu dạy dỗ hắn tử tế từ khi còn nhỏ, suốt ngày chỉ biết nuông chiều, nên hắn ta mới gây ra những chuyện động trời như thế đấy. Bây giờ bà còn định cầu xin nữa sao? Bà nghĩ lúc này vẫn có thể dạy dỗ lại loại con cái này sao? Đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Lê Uy Long nói. Cậu, nếu cậu dám giết con trai tôi, cậu chắc chắn không sống yên được đâu. Trương gia chúng tôi búng tay một cái cũng có thể tống cậu vào tù. Trương Minh Nghị thấy cả vợ và con trai mình cầu xin đều không ăn thua, nên ông ta quyết định uy hiếp Lê Uy Long. Kẻ nào dám, nếu các người đã dám thách thức Lê Uy Long này, tôi sẽ khiến Trương gia tuyệt tự tuyệt tôn luôn. Dứt lời, Lê Uy Long bước lên phần hạ bộ của Trương Minh Chí và dẫm mạnh. Trương Minh Chí hét giống lên như một con lợn bị chọc tiết, rồi lập tức bất tỉnh nhân sự. Bằng cách đó, Trương Minh Chí đã hoàn toàn không còn khả năng duy trì dòng dõi. Chí Nhi, Trương Minh Nghị đau đớn hét lên khi thấy con trai mình bị Lê Uy Long đánh ngất lịm. Ngươi đúng là tàn độc, dám tuyệt tự của con trai ta, ngươi chán sống rồi có phải không? Phan Hoài Lan vừa rít lên vừa điên cuồng lao về phía Lê Uy Long, cố gắng cào cấu anh một cách tuyệt vọng. Bốp khi Phan Hoài Lan lao tới toàn đánh Lê Uy Long, Thiên Thành đã nhanh nhẹn lao ra trước một bước và đánh vào mặt bà ta. Phan Hoài Lan hét lên, bị một người đàn ông cường tráng như Thiên Thành quật ngã xuống đất. Một nửa khuôn mặt bà ta sưng vù lên. Con trai bà không chỉ giết bố tôi trắng trợn mà còn dám theo dõi vợ tôi, có ý đồ bất chính với cô ấy. Vì vậy tôi dĩ nhiên phải xử lý anh ta trước, tránh để lại hậu họa trong tương lai. Đồng thời coi như là đòi lại công đạo cho những người phụ nữ mà tên khốn này đã làm nhục. Lê Uy Long nhếch môi nói. Thấy Uy Long ra tay rất tàn nhẫn, tất cả những người có mặt đều sợ hãi đến toát mồ hôi, ai nấy đều run như cầy sấy. Chân tay mềm nhũn không dám nhúc nhích gì. Bà Trương thấy người cháu trai đích tôn của cả dòng tộc vừa bị tước đi quyền làm cha thì trở nên suy sụp hoàn toàn. Ngay cả tứ quan gia, một lão sư hạng nhất, cũng không phải là đối thủ của Lê Uy Long thì những người còn lại ở đây có thể làm gì? Trong đầu mọi người chợt hiện lên một câu hỏi, Lê Uy Long này sao có thể mạnh mẽ tới như vậy, anh ta có thực sự chỉ là một quân nhân bình thường? 7 ngày nữa, tôi sẽ tổ chức một tang lễ lớn cho cha tôi. Lúc đó, tôi sẽ đích thân tiễn con trai của bà xuống hoàng tuyền để an ủi linh hồn người cha quá cố.
tất cả những kẻ liên quan đến vụ giết cha tôi đều sẽ phải theo ông ấy xuống mồ. Nhớ lấy, trong 7 ngày này, nếu các người dám dở bất kỳ mánh khóe nào, thì đừng có trách Lệ Uy Long này vô tình. Lệ Uy Long cảm thấy rằng nếu Trương Minh Chí sẽ bị giết ngay bây giờ thì quá dễ dàng đối với hắn ta. Vì vậy anh quyết định sẽ để hắn ta sống thêm 7 ngày nữa. Trong thời gian đó, Trương Minh Chí có thể từ từ gặm nhấm nỗi sợ cái chết sắp đến, sự vô vọng và bất lực không cách nào thoát ra được. Những người trong gia đình họ chưa nghe Lệ Uy Long nói điều này thì cho rằng anh ta quá kiêu ngạo. Không cần đến 7 ngày, Trương gia thừa sức có thể sử dụng tất cả sức mạnh của mình để xoay chuyển tình hình. Đến lúc đó, không phải người của Trương gia gặp nguy hiểm, mà chính Lệ Uy Long sẽ phải chịu chết. Thiên Thành, mau đi thôi. Lệ Uy Long nói xong liền bỏ đi cùng với Thiên Thành. Các vị sư phụ của Trương gia lúc này đều đã bị thương. Họ chỉ có thể lặng lẽ nhìn Uy Long và Thiên Thành rời đi mà không thể nào ngăn lại được. Chương 60 trốn chạy ý định của Chu Nhược Mai. Ngay khi hai người vừa rời đi, Trương gia đã nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trương Minh Chí và tứ quan gia đều bị thương nặng, được đưa ngay đến bệnh viện để điều trị. Những vị khách được mời tới buổi tiệc đều hoảng sợ trước sức mạnh đáng kinh ngạc của Lệ Uy Long, họ cũng rất sốc trước những gì anh nói khi chuẩn bị rời đi. Không ai dám ở lại nhà họ Trương nữa, để tránh bị liên lụy. Cuối cùng, bữa tiệc mừng thọ của bà Trương đã bị Lệ Uy Long hủy hoại hoàn toàn, các sư phụ thì bị thương, cháu trai bị phế tự. Các vị khách thì đều sợ hãi bỏ về. Lệ Uy Long thực sự đã khiến toàn bộ Trương gia sợ hãi và căm phẫn vô cùng. Sau khi mọi việc tạm ổn thỏa, bà Trương lập tức tổ chức một cuộc họp gia đình để bàn luận về các biện pháp đối phó trong 7 ngày tới. Trên đường trở về, Thiên Thành bối rối hỏi, anh Long. Hôm nay chúng ta tha cho tên Trương Minh Chí và làm náo loạn Trương gia như vậy có ổn không? Sao đột nhiên anh lại thay đổi ý định để cho hắn ta sống thêm 7 ngày nữa vậy? Không sớm thì muộn Trương gia cũng sẽ bị hủy hoại trong tay tên nghịch tử Trương Minh Chí đó thôi. Tôi chẳng qua chỉ muốn giúp họ tiêu trừ sớm hậu họa. Bọn họ nên cảm ơn tôi mới phải. Đằng này lại còn không biết điều. Còn tên xúc sinh Trương Minh Chí kia chắc chắn phải chết, nhưng không phải bây giờ. Lệ Uy Long thản nhiên nói. Nếu có oán giận, anh nhất định sẽ báo thù ngay lập tức, trước giờ đó vốn là phong cách thông thường của anh mà. Tại sao hôm nay, Thiên Thành ngạc nhiên hỏi. Lần này tôi muốn thay đổi phong cách của mình một chút. Giết Trương Minh Chí là chuyện quá dễ dàng, phá hủy Trương gia cũng không có gì là khó. Nhưng để bọn họ chết đơn giản như vậy thì khó mà thỏa được nỗi thù hận trong lòng tôi. Lệ Uy Long nói. Chà, vậy anh tính sẽ làm gì tiếp theo? Thiên Thành hỏi. Cứ để bọn họ sống một thời gian nữa, đừng vội ra tay ngay, để cho nỗi sợ cái chết luôn thường trực trong đầu chúng, khiến chúng phải từ từ tận hưởng nỗi sợ này. Khi bọn chúng không thể nào chịu đựng thêm được nữa và trở nên phát điên, lúc đó chúng ta ra tay cũng không muộn, Lệ Uy Long lạnh lùng nói. Tôi hiểu rồi, đúng là cao kiến, Thiên Thành nói. Bây giờ cậu hãy đi điều tra mối quan hệ giữa Trương gia với cái chết của cha tôi, tất cả người có liên quan và những người dám che đậy tội ác cho bọn họ. Uy Long nói. Vâng. Ngoài ra, tôi muốn biết địa chỉ của Lưu Bảo Thục, tối nay tôi sẽ trực tiếp xử lý hắn. Anh nói tiếp. Được. Tôi đi ngay. Chấm chấm. Khi Lệ Uy Long trở về đến nhà, Chu Nhược Mai đã thay đồ chỉnh chu. Vừa thấy anh an toàn quay lại, Nhược Mai thở phào mừng rỡ, may quá, cuối cùng anh đã trở về. Mẹ đi đâu rồi? Lệ Uy Long không thấy bóng Tô Ánh Tuyết trong nhà thì ngạc nhiên hỏi. Bà ấy đã trở về sống tại Chu gia rồi, Chu Nhược Mai nói. Khi thấy Lệ Uy Long trở về nhà, Tô Ánh Tuyết phần vì lương tâm tội lỗi của mình. Phần vì e sợ Lệ Uy Long, nên bà không dám sống trong biệt thự này lâu thêm nữa. Lúc Nhược Mai trở về nhà từ Nghĩa Trang Linh Sơn, bà cũng vội vã đóng gói đồ đạc và trở về nhà họ Chu. Lệ Uy Long cảm thấy có gì đó không đúng, Tô Ánh Tuyết chẳng phải đó giờ luôn thích sống trong những nơi xa hoa như thế này sao? Anh bèn nhăn mặt hỏi, biệt thự này thoải mái và tiện nghi hơn nhiều so với ở Chu gia. Tại sao bà ấy lại phải quay trở lại đó? Thì... Bà ấy nói không muốn ảnh hưởng đến thế giới riêng tư của vợ chồng chúng ta, nên đã quay trở lại đó sống. Chu Nhược Mai vẫn không muốn Lệ Uy Long biết chuyện mẹ mình đã gián tiếp gây nên cái chết cho ông Dương, nên buộc lòng phải nói dối. Tại Nghĩa Trang Linh Sơn, cô đã chứng kiến sức mạnh và sự lạnh lùng của Lệ Uy Long. Nếu anh ấy biết rằng chính mẹ cô đã gián tiếp giết cha nuôi mình, Uy Long chắc chắn không tha thứ cho bà ấy. Và lại trước giờ quan hệ mẹ chồng con rể giữa hai người vốn không tốt. Trời,
từ khi nào bà ấy cũng biết thông cảm với người khác như vậy? Lệ Uy Long đã sống tại Chu gia và tiếp xúc với Tô Ánh Tuyết một thời gian đủ lâu để anh hiểu rõ tính cách bà, một người phụ nữ hám danh lợi và vinh hoa phú quý như Tô Ánh Tuyết không lý nào lại rời bỏ một dinh thự rộng rãi tiện nghi trở về sống tại Chu gia chật chội phức tạp kia. Trước đây chính bà là người đã đề nghị được chuyển đến đây sống kia mà. Điều này có gì đó hơi bất thường. Có thể là vì bà ấy cảm thấy buồn chán khi sống ở đây. Tất cả chúng ta đều đi làm vào ban ngày. Chỉ có bà ấy ở đây một mình nên điều đó cũng là dễ hiểu. Thậm chí quanh khu vực này cũng vắng vẻ nên không có ai cùng bà ấy chơi mạt chược được. Có lẽ bà ấy quay về Chu gia thì tốt hơn, Chu Nhược Mai nói. Nói dối là khả năng thiên bẩm của phụ nữ. Chu Nhược Mai cũng vậy, cô có thể nói liền một mạch mà không cần sắp xếp ý tưởng trong đầu từ trước. Vì thế, Lệ Uy Long hoàn toàn không có một chút nghi ngờ nào với cô. Công việc của em ở tập đoàn Galaxy thế nào rồi, mọi thứ đều ổn chứ? Lệ Uy Long sực nhớ ra và hỏi. Vì bố gặp tai nạn, em đã xin nghỉ một thời gian. Chu Nhược Mai dè dặt nói. Vấn đề đó anh cũng đã giải quyết xong xuôi rồi, em nên đi làm lại càng sớm càng tốt. Uy Long quả quyết. Bây giờ anh đã trở lại, từ mai em có thể yên tâm đi làm rồi. Lần này anh đã chiến thắng ở trận chiến phía Tây. Bây giờ trở về, anh có cần em sắp xếp cho một công việc gì đó không? Chu Nhược Mai hỏi. Mặc dù biên giới phía Tây đã tạm yên ổn, anh vẫn không thể xuất ngũ được. Lần này anh chỉ là được nghỉ phép một thời gian thôi, sắp tới vẫn phải trở lại quân đội. Lệ Uy Long nói. Trận chiến đã kết thúc mà anh vẫn không thể xin nghỉ à? Nhược Mai ngạc nhiên. Ừ, đất nước này không thể thiếu anh được. Lệ Uy Long mỉm cười. Lại nữa, anh chỉ toàn khoác lác thôi. Nhược Mai vừa nói vừa trao cho Uy Long một cái nhìn sắc lẻm. Lệ Uy Long im lặng không đáp. Anh không thể giải thích rằng mình đang là một tổng tư lệnh nắm trong tay quyền chi phối hàng ngàn binh lính tinh nhuệ. Chu Nhược Mai chắc chắn sẽ không tin điều đó. Nói ra sẽ chỉ khiến cô nghĩ rằng anh đang cố tình khoe khoang hợm hĩnh thôi. Việc báo thù cho bố, anh đừng có bốc đồng, hãy để em lo liệu chuyện đó. Chu Nhược Mai bỗng nhắc tới việc này. Hả, sao tự nhiên em nhắc tới chuyện đó? Em định sẽ làm gì? Lệ Uy Long ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên em có cách riêng của mình. Anh đừng bận tâm quá nhiều. Chu Nhược Mai nói với vẻ cẩn trọng. Trả thù là việc của đàn ông. Em là phụ nữ, đừng tham gia vào những việc rắc rối đó. Uy Long ngây thơ lo lắng rằng vợ mình sẽ làm những chuyện ngu ngốc để trả thù. Đúng là em chỉ là phụ nữ, nhưng em có cách của mình. Em có thể bỏ tiền ra thuê vài người đến giết Trương Minh Chí và Lưu Bảo Thục. Một vụ án nhanh gọn, thần không biết, quỷ không hay. Không ai có thể biết em là người ra chỉ thị. Nhược Mai nói. Lệ Uy Long suýt nữa đã ngã ngửa ra sau, không ngờ rằng Chu Nhược Mai hiền lành tốt bụng của anh cũng có tư tưởng giết chóc này. Em còn định thuê đám xã hội đen cơ à? Lệ Uy Long không thể tin vào tai mình. Đó là kế hoạch thôi, đừng nói to thế chứ. Nhược Mai thì thầm và cảm thấy rất hối hận vì đã vô tình nói ra. Đám xã hội đen hay bọn đánh thuê chém mướn đều không đáng tin, đừng để bị bọn chúng lừa gạt. Uy Long nói và bắt đầu đổ mồ hôi. Long thần chiến đang ở ngay trước mặt cô đây, cô còn định thuê đám sát thủ nào? Em chỉ lo là nếu anh cứ tiếp tục hành xử lỗ mãng như hồi chiều nay, sớm muộn anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thuê sát thủ là cách tốt nhất để vừa trả thù vừa tránh xa những tình huống xấu đó. Chu Nhược Mai nói và có vẻ không hài lòng khi Uy Long có vẻ không tán thành với mình. Đừng lo lắng về việc trả thù, nơi này có quá nhiều kẻ xấu xa, em không thể biết được khi nào mình sẽ bị lừa đâu. Thuê sát thủ thực sự không phải là ý kiến hay, Uy Long ôn tồn nói. Chấm, được rồi, vậy em không can dự đến chuyện này nữa. Mọi việc tùy anh quyết định, Nhược Mai dành phải vờ nghe lời để Uy Long không phải lo lắng. Nhưng thực ra, cô đã ngầm liên lạc với một sát thủ bí ẩn trên mạng. Bố chồng cô đã phải chết một cách quá thảm hại và đau đớn. Chính cô cũng không thể nhắm mắt nhìn những kẻ có tội được yên thân. Nếu Uy Long không đủ khả năng, cô nhất định sẽ tự ra tay, trả thù cho ông Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 60.